hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 46, hấp dẫn. Tối qua tôn hình hình còn chưa tắm rửa, trên người cảm thấy rất nhấp nháp và không thoải mái, vì vậy vừa vào nhà đã chạy ngay vào phòng tắm. Ngược lại Hạ Thiên vì không đổ mồ hôi, dưới thời tiết này có không tắm rửa thì cũng chẳng sao. Hạ Thiên mở TV, hắn tiếp tục xem chương trình quảng cáo ưa thích, đài này hết quảng cáo thì chuyển sang đài khác. Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu, những đài truyền hình này giống như đã có ước hẹn với nhau, bên này có quảng cáo thì bên kia cũng có quảng cáo, mà khi bên này chiếu phim thì bên kia cũng chiếu phim. Nhất định là bọn họ có quy ước quảng cáo trong lúc chiếu phim. Hạ Thiên có chút khó chịu, nếu hắn mà gặp được đám người làm truyền hình thì nhất định phải đánh cho một trận. Đúng lúc Hạ Thiên đang lẩm bẩm thì cửa phòng tắm mở ra, Hạ Thiên nhìn sang, hai mắt lập tức tỏa sáng. Tôn Hình Hình đứng trước cửa phòng tắm như một đóa sen, mái tóc ướt xuống thơm ngát xỏa trên vai mang theo sức quyến rũ khác thường. Nhưng làm cho Hạ Thiên phải trợn trừng mắt không phải là thứ này, đó chính là váy ngủ nàng đang mặc, lúc này nàng mặc một bộ váy rất mỏng và hầu như là trong suốt. Ngực lồi hẳn ra, hai điểm hồng ẩn hiện, da thịt tuyết trắng, đường cong hoàn mỹ, thân thể tôn hình hình giống như lột trần trước mặt Hạ Thiên, nhưng trên người nàng lại có quần áo, rõ ràng là nửa giấu nửa che, càng mê người hơn cả lỏa lồ trước mắt. Tôn hình hình vốn gợi cả mê người, bây giờ mặc một bộ váy ngủ mờ ảo như vậy đã trở thành một vư vật tuyệt thế có thể trầm mê bất kỳ người đàn ông nào. Mà Hạ Thiên là đàn ông đang ở vào tuổi khí huyết bừng bừng, dưới tình cảnh hấp dẫn này thì khó thể nào chống cự được. Khoảnh khắc này hắn nhìn vào tôn hình hình mà không chớp mắt, dưới bụng cũng bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Tôn hình hình cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hượng của Hạ Thiên mà gương mặt có hơi đỏ hồng, nhưng nàng cũng không trốn vào phòng ngủ, ngược lại còn tiến lên vài bước đến gần Hạ Thiên. Nàng dùng giọng dịu dàng mang theo vài phần quyến rũ hỏi. Đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên nuốt một ngụm nước miếng, Thần Tiên tỷ tỷ tuy hấp dẫn hơn, dáng người cũng tuyệt hơn, nhưng Thần Tiên tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy trước mặt hắn. Tình cảnh này rõ ràng là lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải. Sau này tôi sẽ thường xuyên ăn mặc như vậy cho cậu xem, được không? khi tôn hình hình nói ra những lời này thì gương mặt đã đỏ rực như mặt trời thiếu chút nữa đã chảy nước tốt tất nhiên là rất tốt hạ thiên vô thức gật đầu đến tối sẽ cho cậu xem tôn hình hình nở nụ cười cực kỳ yêu kiều sau đó nàng xoay người đi vào phòng ngủ lúc đi ra đã thay một chiếc váy bình thường sao không mặc thêm một lúc nữa hạ thiên có chút thất vọng tôi đi nấu cơm cái đã tôn hình hình nở nụ cười thản nhiên trong lòng thầm nghĩ nếu mình mặc thêm một lúc nữa thì sợ rằng sẽ khó kiềm chế được tôn hình hình vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ với những gì đã xảy ra tối qua nàng được lãnh băng băng nói cho biết ba người bắt cóc nàng tối hôm qua đều đã chết mà cao danh dương đứng ở phía sau ra tay bắt người cũng đang hôn mê trong bệnh viện đồng thời tình cảnh nàng đập phá đồ đạc ở hộp đêm đêm gia nhân cũng giống như xuất hiện trong giấc mộng thậm chí nàng không tin mình có thể làm ra những chuyện như vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến nó thì nàng lập tức sinh ra cảm giác hưng phấn Tôn Hinh Hinh không muốn tiếp tục truy vấn những chi tiết kia, nhưng nàng lại sinh ra cảm giác cần phải cảm tạ Hạ Thiên, vì vậy mới dùng phương pháp đặc biệt vừa rồi. Nhưng nàng cũng không muốn thật sự phóng đáng, nàng không muốn Hạ Thiên cảm thấy mình quá tùy tiện, nàng nghe nói đàn ông gặp phải phụ nữ tùy tiện thì sẽ không quý trọng. Cửa hàng hoa tươi Hinh Hinh. "Này mập, anh nói xem có phải chị Hinh và Hạ Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Phương Hiểu như dùng giọng có chút lo lắng nói bây giờ đã đến chưa chật mà hai người kia còn chưa xuất hiện. Có thể xảy ra chuyện được sao? vương Kiệt không cho là đúng. Nghe tôi nói này Phương hiểu như, cô đừng suy đoán mỏ mẫm. Ngày hôm qua bác sĩ Liễu nói Hạ Thiên đã đắc tội với tên cao danh dương kia, hôm nay lại không thấy hai người bọn họ, điện thoại cũng không thông, chẳng lẽ anh không thấy có vấn đề gì sao? Phương Hiểu Như dùng giọng bất mãn nói. Phương Hiểu Như, cô có biết cái gì gọi là thông dâm không? Phương Kiệt nở nụ cười cực kỳ dâm đáng. "Tôi chỉ biết đó không phải từ ngữ hay ho gì." Phương Hiểu như tức giận nói, "Nếu cô không tin, bây giờ cô có thể đến nhà chị dâu, đảm bảo bây giờ hai người còn chưa hoạt động xong." Phương Kiệt ra vẻ như đã tính trước, nhưng khi vừa nói xong thì chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó lại cười ngượng ngùng. "À, xem ra tôi đánh giá sai về sức chiến đấu của đại ca, anh ấy và chị dâu đã rời khỏi giường." Phương Hiểu Như liếc mắt nhìn Vương Kiệt, "Tôi còn tưởng anh thật sự lợi hại." Có một nam một nữ đang nắm tay nhau đi đến trong tầm mắt Phương Hiểu Như, nam thì bình thường, nữ xinh đẹp như hoa, có thể nói là một phiên bản bông hoa lại cắm bãi sao 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 châu, cũng chính là Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. "Đại ca, nên chú ý sức khỏe." Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh vừa đi vào cửa hàng hoa thì Vương Kiệt đã dùng nụ cười bị ổi chào đón. "Thân thể của anh dạo này rất tốt." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiệt. Này, chị Hinh, em nghe nói phụ nữ, hoạt động, nhiều cũng ảnh hưởng lắm đấy. Phương hiểu như khẽ nói. Nhà đầu chết tiệt nói gì vậy? Tôn Hinh Hinh đỏ mặt. Tối hôm qua có chút chuyện xảy ra, bị nhốt vào đồn cảnh sát, cũng vừa mới được thả ra mà thôi. Trời ạ, à, đại ca, anh lại vào đồn cảnh sát nữa sao? Vương Kiệt chợt ngẩn ngơ. Đây rõ ràng là tiến cung sao? Chị Hinh, không có việc gì chứ phương hiểu như dùng giọng quan tâm hỏi không có gì đúng rồi hôm nay còn phải tặng hoa cho bác sĩ liễu đã tặng hoa chưa tôn hinh hinh hỏi vẫn còn đang chờ hạ thiên đến mang hoa đi tặng phương hiểu như cười hì hì nói à bây giờ anh sẽ đưa sang hạ thiên rất cam tâm tình nguyện với chuyện này chờ chút trước tiên phải điện thoại cho bác sĩ liễu để xem chị ấy có trong bệnh viện hay không để tránh mất công mất việc Tôn Hinh Hinh nói: "Được rồi, để em hỏi cho." Phương Hiểu như đang muốn gọi điện thoại chợt nhớ đến một chuyện. "Này, chị Hinh, Hạ Thiên, điện thoại của hai người sao không liên lạc được? Điện thoại của chị đã mất rồi." Tôn Hinh Hinh trả lời, điện thoại của nàng đã mất, sau khi bị bắt cóc thì không thấy điện thoại, cũng không biết đã đánh rơi ở đâu. "Điện thoại của anh vẫn bình thường mà." Hạ Thiên rất buồn bực, hắn nhớ rõ mình vẫn giữ điện thoại nhưng khi hắn lấy điện thoại ra xem thì màn hình đã tối đen trời ạ à, điện thoại bị hư rồi à sao lại tự động tắt máy hạ thiên rất buồn bực sao kiều tiểu kiều lại đưa cho hắn một chiếc điện thoại bị hư như vậy tôn hình hình cầm lấy xem xét không phải đã hư chỉ hết pin mà thôi sạc pin là được thế nào là sạc pin hạ thiên cũng sẽ không hiểu những kỹ thuật cao siêu như thế sau khi được tôn hình hình trợ giúp thì điện thoại của Hạ Thiên đã được sạc pin, đồng thời cũng được khởi động lại. Kết quả là khi vừa mở máy đã liên tục vang lên âm thanh tin nhắn, có hơn 10 tin nhắn. Người gửi tin đến chỉ là một, đó chính là Liễu Vân Mạn. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên còn chưa kịp xem nội dung tin nhắn thì chuông điện thoại đã vang lên, xem qua thì thấy đó là Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, sao anh cứ tắt máy vậy? Khi bắt máy thì bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Liễu Vân Mạn. Tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Điều này, chị Vân Mạn, điện thoại hết pin. Hạ Thiên giải thích một câu. Hết pin không biết thay pin sao? Liễu Vân Mạn có chút mất hứng. À, bây giờ cậu đang ở đâu, tôi muốn tìm cậu. Tôi ở cửa hàng hoa Hinh Hinh. Hạ Thiên báo vị trí của mình, trong lòng thầm nghĩ một câu, mình không biết thay pin khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì đã nghe giọng phàn nàn của Phương Hiểu Như. Có chuyện gì xảy ra thế này, cũng không liên lạc được với bác sĩ Liễu, lần nào cũng là máy bận. Đừng gọi nữa, chị ấy sẽ đến ngay thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao anh biết? Phương Hiểu Như cảm thấy rất kỳ quái. Chị ấy vừa điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nói. Hèn gì máy bận, thì ra chị ấy điện thoại cho anh. Phương Hiểu Như có chút buồn bực. Chị Hinh, hoa đâu, tôi sẽ tặng luôn cho chị Vân Mạn. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Bó hoa bách hợp vẫn còn chưa được gói, lúc này Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu như mới tranh thủ thời gian làm việc, mà đến khi hai người bó hoa xong thì xe của Liễu Vân Mạn đã chạy đến cửa hàng. Liễu Vân Mạn chạy đến một chiếc y ăn màu trắng khoảng 100 ngàn đồng, nàng vừa mới xuống xe thì đã được thấy một bó hoa bách hợp rất đẹp. Chị Vân Mạn, tặng cho chị. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nàng lo lắng cho Hạ Thiên nửa ngày trời, lúc này đối phương còn có tâm tư như vậy, nhưng nàng cũng không từ chối mà nhận lấy bó hoa. Liễu Vân Mạn cũng không biết hoa này do người khác tặng, vì Hạ Thiên căn bản cũng chưa nói. Phương hiểu như ở phía bên kia đang cắn răng, người này cũng quá vô sỉ, dám dùng hoa của người khác để tán gái. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao một cao thủ võ lâm như đại ca lại chịu cúi mình làm một nhân viên tặng hoa nho nhỏ. nhỏ vương kiệt nói với vẻ mặt sùng bái thì ra đại ca đã sớm có quyết đoán người tặng hoa sẽ có ưu thế kết bạn với người đẹp vì tặng hoa cho người có thể tán gái của người đúng là quá sướng cậu lên xe đi tôi sẽ đưa cậu đến một nơi liễu vân mạn nói với hạ thiên chị vân mạn lúc này tôi tạm thời không thể đi được hạ thiên dùng giọng có chút khó khăn nói vì sao liễu vân mạn có chút mất vui chẳng lẽ cậu không muốn chữa bệnh cho người liếu ra chúng tôi sao? Chị Vân Mạn, không phải là như vậy, nếu đi với chị thì chị Hinh sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hạ Thiên khẽ nói, tên cao nhân hiên kia sợ rằng sẽ phái người đến gây phiền phức cho tôi, nếu tôi đi thì lão sẽ tìm được chị Hinh. Cái gì? Liễu Vân Mạn chợt kinh hoàng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi nghe vài người bạn trong cảnh sát nói chủ tịch cao đã tự mình thả người, sao ông ấy còn muốn gây phiền toái cho cậu? Ông ta thả tôi ra chính là muốn dễ dàng gây phiền phức hơn." Hạ Thiên giải thích, trong cục công an thì sao có thể ra tay được. Vẻ mặt Liễu Vân Mạn chợt biến đổi. "Hạ Thiên, nếu là như vậy thì cậu càng phải theo." Chương 47: Đưa người đẹp đi tán gái. Đêm qua khi Liễu Vân Mạn làm xong một ca phẫu thuật thì nghe tin cao danh Dương được đưa đến bệnh viện, nàng hỏi thăm một số người, sau đó mới biết có chuyện phát sinh ở đêm giai nhân. Lúc đó Liễu Vân Mạn cực kỳ khiếp sợ, nàng sợ vì Cao Danh Dương đã ra tay, cũng khiếp sợ vì sự hùng mạnh của Hạ Thiên. Không ngờ Hạ Thiên dám trực tiếp đến đập phá đêm giai nhân, hơn nữa còn đánh cho Cao Danh Dương phải vào bệnh viện, hơn nữa còn nói lời tiên đoán ba ngày sau Cao Danh Dương sẽ phải chết. Lời này rơi vào trong tai người khác sẽ không tin, nhưng Liễu Vân Mạn lại hoàn toàn tin tưởng. Làm một thần y thì tuyệt đối có khả năng giết chết người một cách vô hình, hơn nữa một tổ nghiên cứu được lập ra khi cao danh dương được đưa vào bệnh viện liễu vân mạn cũng là một thành viên trong tổ nghiên cứu nàng càng xác nhận chuyện này do hạ thiên làm ra liễu vân mạn biết mình đã đánh giá thấp hạ thiên không những đánh giá thấp năng lực còn đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương người này không ra tay thì thôi đã ra tay phải đưa người vào chỗ chết ra tay hung ác có thể nói là không nương tình nhưng dù là thế thì liễu vân mạn cũng cảm thấy lo lắng cho hạ thiên dù hắn có mạnh mẽ cũng chỉ là sức một người, mà thế lực sau lưng Cao Danh Dương lại quá khổng lồ. Có câu nói hai tay khó đánh lại bốn quyền, huống hồ gì là hai tay chống lại hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn nắm đấm khác. Liễu Vân Mạn liên tục chú ý đến tình huống của Hạ Thiên, sau khi biết tin Hạ Thiên được thả ra thì lập tức điện thoại, đáng tiếc là không thể gọi được. Mà vừa rồi khi nàng điện thoại cho Hạ Thiên thì lập tức chạy đến cửa hàng hoa Hinh Hinh, muốn đưa Hạ Thiên về nhà mình để chữa bệnh cho em trai và em gái liễu vân mạn thầm muốn hạ thiên nhanh chóng điều trị bệnh tình cho mọi người trong liễu gia còn ân oán giữa hạ thiên và cao gia thì nàng không nhúng tay vào thậm chí cũng không có năng lực để nhúng tay tuy nàng biết làm như vậy sẽ rất ích kỷ nhưng vì người nhà nàng cũng chỉ biết ích kỷ như vậy mà thôi chỉ cần người nhà được điều trị tốt thì nàng sẽ yên tâm nếu đến khi đó mà hạ thiên thật sự xảy ra chuyện không may bệnh tình của nàng cũng không có chuyển biến tốt như vậy thì cả hai cùng chôn vùi nhưng Liễu Vân Mạn có ý nghĩ của mình thì Hạ Thiên cũng có ý nghĩ của hắn, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Cao Nhân Hiên bị Hạ Thiên làm cho tức chết nhưng sau đó lại nói Hoàng Hải đào thả người, rõ ràng có mục đích khác. Tuy hắn không sợ, nhưng nếu hắn bỏ đi thì Tôn Hinh Hinh sẽ bị bắt cóc, mà đó là điều hắn khó thể tiếp nhận được. Người phụ nữ của hắn bị bắt cóc lần đầu tiên, điều này làm hắn rất mất mặt, hắn sẽ tuyệt đối không cho phép sự việc có lần thứ hai, vì vậy đi đâu cũng phải đưa Tôn Hinh Hinh theo, như vậy mới hoàn toàn giải quyết được sự việc nếu không thì thế này cậu mang theo cả bạn gái mọi người cùng đi liễu vân mạn cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp để tôi hỏi chị hinh đã hạ thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này để tôi đi nói liễu vân mạn xuống xe rồi đi vào cửa hàng hoa sự việc rất thuận lợi tôn hinh hinh lập tức đồng ý bây giờ cửa hàng cũng không quá bận rộn lại có thêm một vương kiệt hỗ trợ miễn phí vì vậy nàng cùng đi với Hạ Thiên cũng không ảnh hưởng gì. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào một hơi, một lát sau chiếc y ăn chở ba người chạy khỏi Đại học Giang Hải. Đúng là quá phúc đức, đúng là đại ca. Vương Kiệt dùng giọng hâm mộ nói. Bên này Hạ Thiên cùng đi với Liễu Vân Mạn, mà ở tòa nhà của Kiều Gia, Kiều Tiểu Kiều đang nghênh đón một vị khách. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây cũng không tính là khách, vì người đến chính là nhị bá của Kiều Tiểu Kiều, là Kiều Trấn Quốc. Kiều gia có rất nhiều tiền, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng đối với một gia tộc lớn thì nhiều tiền vẫn chưa đủ, nếu Kiều gia chỉ có tiền thì cũng không phải là gia tộc đứng đầu thành phố Giang Hải. Nếu nói Kiều Tiểu Kiều là đại biểu cho Kiều gia ở thương giới thì Kiều Trấn Quốc chính là đại biểu cho Kiều gia ở chính giới. Giang Hải là tỉnh thành của tỉnh Bình Hải, mà Kiều Trấn Quốc chính là phó chủ tịch tỉnh. Đồng thời Kiều gia cũng không phải chỉ có một mình Kiều Trấn Quốc tham chính nhưng trong số những người tham chính thì Kiều Trấn Quốc là người có cấp bậc cao nhất, đồng thời Kiều Trấn Quốc cũng chỉ mới 45 tuổi, tương lai sẽ còn bay cao. Hai năm trước, khi ông của Kiều Gia qua đời thì Kiều Trấn Quốc căn bản trở thành chủ sự trong Kiều Gia. Nói như vậy vì trong Kiều Gia còn có một người không nghe theo hiệu lệnh của Kiều Trấn Quốc, đó chính là Kiều Tiểu Kiều. Kiều Trấn Quốc cũng không có biện pháp gì với cô cháu gái này, vì hắn biết rõ Kiều Tiểu Kiều không những chỉ nắm phần lớn tài chính của Kiều Gia, Quan trọng là nàng có thể liên tục tìm thêm tài chính cho Kiều gia, địa vị khó thể thay thế. Vì vậy dù Kiều trấn quốc rất bất mãn với đứa cháu gái này, nhưng mỗi lần gặp mặt nhau thì vẻ mặt cũng rất ôn hòa. Nhưng lúc này gương mặt chữ quốc của Kiều trấn quốc lại có chút âm trầm, đơn giản là Kiều tiểu Kiều rất kiêu ngạo, bắt buộc Kiều trấn quốc phải đến cầu xin. Khi Kiều Đông Hải điện thoại đến để nói rõ sự việc thì Kiều trấn quốc thiếu chút nữa đã đập nát điện thoại, tiểu nha đầu này đúng là quá kiêu ngạo sao lại để cho một người bác làm phó chủ tịch tỉnh phải đến cầu xin nhưng sau khi xem xét lại thì kiều trấn quốc cũng phải tự mình đến tòa nhà kiều ra tiểu kiều đông hải nói cháu có thể thuyết phục hạ thiên chữa trị cho danh dương có phải vậy không vẻ lo lắng trên mặt kiều trấn quốc chợt biến mất ngược lại còn trở nên ôn hòa giống như những lần gặp mặt kiều tiểu kiều vào các lần trước nhị bá cháu cũng chỉ nói là có thể mà thôi kiều tiểu kiều nói với vẻ mặt lãnh đạm Tất nhiên, nếu cháu không thể thuyết phục chồng mình, như vậy thì bác cũng chỉ còn cách nói lại với vị chủ tịch cao kia, để ông ấy chuẩn bị hậu sự cho con mình. Tiểu Kiều, chúng ta là người một nhà, không nên nói chuyện vòng vo. Cháu nói đi, muốn nhị bá làm gì mới tình nguyện giúp đỡ? Kiều Trấn Quốc vẫn cười tủm tỉm. Nhị bá, không phải cháu đã nói rồi sao? Phải để vị chủ tịch cao kia đến cầu xin cháu. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Trong mắt Kiều Trấn Quốc lóe lên cái nhìn tức giận, ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. "Tiểu Kiều, bác cũng đã nói với chủ tịch cao, anh ấy cũng nói, chỉ cần cao danh dương không có việc gì thì sẽ không gây phiền toái cho Hạ Thiên, nhưng cháu muốn bắt người ta phải cầu xin, như vậy không phải có chút quá đáng sao?" "Nhị bá, nếu bác cảm thấy người ta đến cầu xin cháu là không thích hợp, như vậy bác có thể thay mặt người ta đến cầu xin cháu." Kiều Tiểu Kiều ra vẻ rất lơ đễnh bác yên tâm, cháu cũng không quá chú ý. Đến lúc này thì Kiều Trấn Quốc dù tu dưỡng thâm sâu cũng không thể nhịn được, trên mặt hắn tràn đầy tức giận. Tiểu Kiều, cháu cũng không nên tuyệt tình như vậy, ta là nhị bá còn phải tự mình đến đây, cháu còn muốn thế nào nữa? Nhị bá, không phải cháu quá tuyệt tình, mà là các bác làm việc quá tuyệt tình, đưa một triệu để chồng cháu bỏ đi, chuyện này bác không biết sao. Kiều Tiểu Kiều cười lạnh một tiếng. Anh ấy vốn có một phần tài sản của Kiều gia, bây giờ các người lại xem anh ấy như một tên ăn mày kiều tiểu kiều đứng lên lúc này trên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời lại phủ đầy xương lạnh anh ấy là người được ông nội tôn kính các người lại làm nhục anh ta các người không những làm cháu chịu nhục cũng làm ông nội chịu nhục kiều tiểu kiều cháu không thích tranh những thứ này nhưng đừng nghĩ rằng cháu sợ mọi người nếu bác không muốn cùng lưỡng bại câu thương với cao gia thì nên nói ra chữ cầu xin với cháu tiểu kiều cháu đừng quên cháu cũng là người kiều gia nếu kiều gia xong đời thì có gì tốt đẹp với cháu kiều trấn quốc vỗ bàn nói nhưng điều này không có gì ảnh hưởng đến cháu kiều tiểu kiều khẽ cười nhạt một tiếng có kiều gia hay không thì cháu vẫn là kiều tiểu kiều nhưng mọi người thì khác nếu các người không còn kiều gia thì chỉ còn hai bàn tay trắng cháu cho rằng cao nhân hiên sẽ để yên sao kiều trấn quốc giận quá hóa cười cao gia muốn gây phiền toái cho kiều gia cũng vì có liên quan đến hạ thiên Người đầu tiên bọn họ muốn đối phó chính là cháu. Chồng cháu sẽ bảo vệ cháu. Kiều Tiểu Kiều tin tưởng 10 phần. Tất nhiên nhị bá có thể đánh cuộc một lần, nói không chừng sau khi đưa con của Cao Nhân Hiên chết đi, lúc đó Cao Nhân Hiên cảm thấy không có liên quan gì đến Kiều gia, chỉ gây ra phiền toái cho cháu mà thôi. Gương mặt Kiều Trấn Quốc trở nên âm trầm, thật ra hắn cũng không nghĩ tới một vấn đề, đó chính là quan hệ giữa Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều không được công khai dù Cao Nhân Hiên biết được sự việc này cũng chưa chắc nổi giận lên đầu Kiều Gia. Nhưng vấn đề là hắn không đám đánh cuộc, Cao Nhân Hiên là kẻ thích nghi ngờ đồng thời còn cực kỳ thù dai háo thắng. Nếu Cao Nhân Hiên thật sự cho rằng Kiều Gia mượn tay Hạ Thiên để đối phó với con mình, như vậy vấn đề sẽ thật sự nghiêm trọng. Hơn nữa Kiều Trấn Quốc cũng muốn nhân cơ hội này để kết đồng minh với Cao Gia, như vậy sau này hắn sẽ có tương lai phát triển tốt ở chính đàn, vì hắn biết Cao Gia có hậu trường vững mạnh ở thủ đô. Được, Tiểu Kiều, hôm nay nhị bá cầu xin cháu. Kiều Trấn Quốc đột nhiên nở nụ cười. Cháu gái của ta, bây giờ cháu đã hài lòng chưa? Hài lòng, rất hài lòng. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Nhị bá, bác có thể đi được rồi, cũng xin chuyển cáo cho vị chủ tịch cao kia, chỉ cần ông ta không làm loạn, con của ông ta sẽ được bảo vệ. Tiểu Kiều, trước kia bác đã xem thường cháu rồi. Kiều Trấn Quốc đi đến cửa thì quay đầu khẽ nói một câu nhị bá bác đừng quên cháu là thiếu nữ thiên tài kiều tiểu kiều cười cười nói kiều trấn quốc đi ra khỏi phòng vẻ mặt hắn nhanh chóng được bao phủ trong băng giá cửa hàng hoa hinh hinh vương kiệt đang hối hận đại ca chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã cua được hai em mình thì không có lấy một bóng người tất cả cũng đều là người nhưng sao mình lại khổ như vậy điều này còn chưa biết được phương hiểu như bĩu môi nói anh nhận lầm đại ca rồi này Phương Hiểu Như, cô cũng đừng châm ngòi ly rán đấy nhé. Vương Kiệt bất mãn nói. Vậy anh nói xem, sau khi nhận một đại ca xong thì có gì tốt? Phương Hiểu Như hừ một tiếng. Không có gì, ngược lại còn trở thành ô xin cho Hạ Thiên. Cô không hiểu gì cả, đây là đại ca đang khảo nghiệm tôi. Vương Kiệt lập tức phản bác. Cô xem những võ lâm cao thủ thu nhận đồ đệ, ai cũng phải trải qua khảo nghiệm, có phải không? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Phương Hiểu Như tức giận nói. Vương Kiệt định mở miệng thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Ông xã, điện thoại kia, ông xã, điện thoại kia. Ủa, đây không phải là điện thoại của đại ca sao? Vương Kiệt lập tức hớn hở. Không xong, đại ca đi tán gái mà quên mang điện thoại. Ai gọi đến vậy? Phương Hiểu Như nhìn đến, nàng chỉ thấy một chữ, vợ. Vợ. Phương Hiểu Như có chút kỳ lạ, Hạ Thiên suốt ngày nói Kiều Tiểu Kiều là vợ mình, đây chẳng lẽ là Kiều Tiểu Kiều trong truyền thuyết sao? Phương Hiểu như nghĩ như vậy thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận điện thoại. Chương 48, lão tam liễu ra. Trông à, anh đang ở đâu?" Đầu dây bên kia chợt vang lên một âm thanh mềm nhũn. "Alo, này, chị tìm ai vậy?" Phương Hiểu như cẩn thận hỏi. "Tôi tìm Hạ Thiên." Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi lại vang lên giọng nói mềm nhũn vừa rồi. "Này, chị dâu phải không? Em là Vương Kiệt, đại ca vừa ra ngoài, xin hỏi chị tìm đại ca có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ. "Cậu là Vương Kiệt sao? Đại ca của cậu đã nói cho tôi biết rồi." Dừng lại một chút, sau đó bên kia chợt vang lên âm thanh. "Đúng rồi, tôi là Kiều Tiểu Kiều, cậu biết phải làm sao để liên lạc với đại ca không?" kiều tiểu kiều sao thật sự là kiều tiểu kiều à là kiều tiểu kiều đệ nhất đại học giang hải chúng ta sao phương hiểu như cũng rất khoa trương có vẻ rất kích động chị dâu chị thật sự là kiều tiểu kiều sao đại ca thường xuyên nhắc đến chị trước kia chúng em còn không tin vương kiệt cũng ngẩn người tôi nghĩ rằng ở thành phố giang hải cũng không còn ai mạo hiểm dùng cái tên này kiều tiểu kiều khẽ cười sau đó di chuyển chủ đề xấu hổ quá Tôi có chuyện gấp cần tìm chồng, các người có biết làm sao để liên hệ với anh ấy không? Kiều tiểu thư, Hạ Thiên cùng đi với bác sĩ Liễu, em có số điện thoại của bác sĩ Liễu, em sẽ gửi số cho chị, chị gọi đến số đó là có thể tìm được Hạ Thiên. Phương Hiểu như nhanh chóng nói. Cảm ơn, Kiều tiểu Kiều nói. Không khách khí, không nên khách khí, Kiều tiểu thư, thật ra em rất sùng bái chị. Phương Hiểu như rất kích động. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi ha ha, vài ngày nữa có lẽ tôi sẽ đến cửa hàng hoa của mọi người. Kiều Tiểu Kiều cười cười. Phiền em nói cho tôi biết số điện thoại của bác sĩ Liễu. À, vâng, vâng. Phương hiểu như vội vàng gật đầu, sau đó nàng nói ra một dãy số. Cảm ơn nhé, lần sau gặp lại. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp máy, rõ ràng đang rất vội. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Kiều Tiểu Kiều, tôi đã nói chuyện điện thoại với Kiều Tiểu Kiều phương hiểu như liên tục lặp đi lặp lại một câu này phương hiểu như đầu cô có vấn đề rồi sao vương kiệt nhịn không được phải nói tên mập chết tiệt đầu anh mới có vấn đề phương hiểu như lập tức phục hồi tinh thần trở lại nàng trợn mắt nhìn vương kiệt kiều tiểu kiều là thần tượng của tôi vậy sau này cô nên chú ý nịnh bợ tôi cho tốt vương kiệt nói với vẻ đắc ý tôi mắc mớ gì phải nịnh bợ anh phương hiểu như tức giận nói Kiều Tiểu Kiều là chị dâu của tôi, cô là fan của chị dâu, tất nhiên phải nịnh bợ tôi, như vậy tôi sẽ cho cô nhiều cơ hội gặp mặt chị dâu, đơn giản như vậy mà không hiểu à. Phương Kiệt Dương Dương Đắc Y nói, hừ, như vậy không bằng trực tiếp nịnh bợ Hạ Thiên. Phương hiểu như trợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức câm học, đúng là có lý. Hạ Thiên nhìn dãy nhà gỗ trước mắt mà cảm thấy có chút mới mẻ, cũng không phải hắn chưa từng thấy nhà gỗ, thực tế thì trên núi cũng là loại nhà này nhưng sau khi đi xuống núi gặp rất nhiều ngôi nhà xây tráng lệ đây là lần đầu tiên hắn thấy được nhà gỗ chị vân mạn đây là nhà của chị sao hạ thiên không khỏi mở miệng hỏi vừa rồi hắn còn tưởng liễu vân mạn sẽ đưa mình đến căn phòng ở khu dân cư danh điển không ngờ liễu vân mạn lại chạy khỏi trung tâm thành phố giang hải và đi ra ngoại thành đúng vậy đây chính là liễu gia dãy nhà này đã có hơn trăm năm Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu nói. Sao, đã có hơn trăm năm. Tôn hình hình có chút kinh ngạc. Đã tồn tại từ lâu mà sao còn chắc chắn như vậy. Dù đã trăm năm nhưng khi xây dựng lại sử dụng những vật liệu gỗ tốt, hơn nữa còn thường xuyên tu bổ, vì vậy vẫn còn rất rắn chắc. Tôi nghĩ rằng có thêm một trăm năm nữa cũng không có vấn đề gì. Liễu Vân Mạn cười cười. Chúng ta vào thôi, bà nội đang chờ khi đi vào cửa chính thì hai hình bóng quen thuộc xuất hiện trong mắt hạ thiên đúng là bà lão ninh tố nga và người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã gặp mặt ngày hôm qua dù hạ thiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia chính là mẹ vợ tương lai của mình nhưng cũng không biết tên bà là gì hạ thần y anh đại giá quang lâm làm cho kẻ hèn đây cảm thấy rất vinh hạnh ninh tố nga nhiệt tình chào đón sau đó bà nhìn sang tôn hình hinh vị này là tôn tiểu thư bạn gái của hạ thần y sao tôn tiểu thư, cô đúng là có phúc, so ra có phúc hơn cháu gái tiểu mạn của chúng tôi. Chào bà, tôn hình hình cũng không biết bà lão tên gì, vì vậy cũng chỉ biết khách khí chào một câu. Bà nội, cũng đừng nên nói như vậy, trước tiên phải để hạ thiên xem bệnh cho mọi người. Liễu vân mạn có chút sốt ruột. Tiểu mạn, hạ thần y mới đến nhà chúng ta, tất nhiên phải nghỉ ngơi một chút đã. Bà lão ninh tố Nga nhíu mày sao có thể vừa đến đã bắt người ta làm việc như vậy bà nội cháu không sao cứ theo lời của chị vân mạn trước tiên xem bệnh cho mọi người cái đã hạ thiên thuận miệng nói ngược lại hắn cũng mong sao nhanh chóng chữa bệnh cho cả liễu gia sau đó rước liễu vân mạn về dinh nếu hạ thần y đã nói như vậy thì được xin mời ninh tố nga suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu tất nhiên bà cũng hy vọng đối phương nhanh chóng xem bệnh cho người nhà chẳng qua chỉ sợ hạ thiên bất mãn mà thôi dưới sự dẫn đường của Ninh Tố Nga thì Hạ Thiên nhanh chóng đi vào bên trong, lúc này trong đại sảnh đã có 7-8 người chờ. Nhanh lên, tất cả nhanh chóng ra mắt Hạ Thần Y. Ninh Tố Nga vẫy tay, sau đó bà chỉ vào Hạ Thiên. Vị này chính là truyền nhân của Nghịch Thiên Bát Trâm, là Hạ Thiên, Hạ Thần Y. Chào Hạ Thần Y. Mọi người cùng chào hỏi Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt hoài nghi. Hạ Thần Y, Liễu gia chúng tôi trước nay rất neo người, nhưng ở thế hệ này thì Vân Mạn có hơn 10 anh chị em, chẳng qua bọn họ sinh ở Liễu gia và cũng không may mắn gặp phải căn bệnh quái quỷ. Nếu Hạ thần y có thể chữa trị cho tất cả, như vậy 20 năm sau Liễu gia sẽ có một đại gia đình. Trong mắt Ninh Tố Nga tràn đầy vẻ chờ mong, vài chục năm nay bà vẫn luôn mong sao Liễu gia hưng vượng, bây giờ đã thấy rõ ràng mục tiêu. Người Liễu gia thường không thể may mắn tránh được căn bệnh di truyền này, may mắn cũng chỉ sống được hơn 40 những người không may mắn thì chỉ hơn 20. Trước đó cha của Liễu Vân Mạn đã mất khi vừa hơn 30, mà bây giờ Liễu Vân Mạn chính là một người trẻ tuổi trong Liễu Gia có khuynh hướng tử vong sớm nhất. Trước nay Liễu Gia có hơn 10 đời neo người, Ninh Tố Nga sinh ra ba trai một gái, nhưng ba con trai bây giờ chỉ còn một người sống, mà con gái đã hôn mê trên giường bệnh hơn chục năm. Mà thế hệ này Liễu Gia có 10 anh chị em, tất cả đều là công lao của một người, đó chính là tam thúc của Liễu Vân Mạn, là Liễu Kỳ. Năm xưa trong ba anh em liễu ra, người anh đầu và thứ hai đều nghĩ tất cả biện pháp để giải quyết căn bệnh di truyền, mà người con thứ ba liễu kỳ thì đi khắp nơi tìm phụ nữ, cuối cùng lão lửa gạt năm người sinh con dưỡng cái cho mình. Đến lúc cuối cùng thì một mình lão có hơn 10 con gái, có thể nói là ngựa giống. Bà nội, cháu sẽ cố hết sức, nhưng chị Vân Mạn không phải đã nói có một người em trai sao? Sao lúc này lại không thấy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Trong đại sảnh có mười mấy người, ngoài Hạ Thiên thì cũng chỉ có một người đàn ông khác, những người khác đều là phụ nữ. Mà người đàn ông kia lại chính là tam thúc Liễu Kỳ của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Kỳ, trong lòng có chút ghen ghét. Hắn không phải ghen ghét vì đối phương quá đẹp trai, vì người kia không đẹp đẽ gì, khá gầy, cũng không cao, chưa đến 1m7, còn nói về ngũ quan thì dùng chữ xấu xí còn chưa đủ. Nhưng bên cạnh lão lại có 5 người phụ nữ xinh đẹp, trong số đó có một người vừa hơn 30, người này còn nắm tay một tiểu cô nương xinh đẹp mười mấy tuổi. Hạ thiên ghen ghét vì người này sao có nhiều vợ hơn cả mình. Bây giờ hắn chỉ mới có thần tiên tỷ tỷ và kiều tiểu kiều làm vợ, dù tăng thêm chị Hinh cũng chỉ là ba, còn liễu vân mạn mà cảnh sát tỷ 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 còn chưa rơi vào tay. Là thế này, bọn họ đều đang đi học, nhưng hai ngày sau sẽ quay lại. Ninh Tố Nga giải thích. Tiểu mạn nói cho tôi biết, mỗi ngày cậu chỉ chứa được cho một người, chúng tôi có hai loại bệnh khác nhau, nếu cậu không ngại thì có thể xem bệnh giúp mọi người hạ thiên trước tiên cậu xem bệnh cho tam thúc trước tình hình của tam thúc cũng rất nghiêm trọng tôi sợ liễu vân mạn cũng không nói hết lời hạ thiên hiểu ý liễu vân mạn hắn biết liễu vân mạn lo lắng bệnh của liễu kỳ cũng không chữa hết giống như mình được rồi trước tiên tôi sẽ xem cho tam thúc hạ thiên thật sự không tình nguyện người này xấu như vậy sao có nhiều vợ hơn mình được khi Hạ Thiên bắt mạch cho Liễu Kỳ thì có năm cặp mắt đẹp nhìn về phía hắn, chủ nhân của năm cặp mắt đó chính là năm người vợ của Liễu Kỳ. Anh thần y, ba ba của em không sao đấy chứ. Một giọng nói trong trẻo vang lên ở ngay bên cạnh, Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một cặp mắt ngây thơ chất phác và cực kỳ thanh tịnh, đúng là mắt của cô gái nhỏ xinh đẹp. À, không có gì, không chết được đâu. Hạ Thiên thu tay lại, hắn đã biết rõ tình huống của Liễu Kỳ, nếu so sánh với liễu vân mạn thì tốt hơn rất nhiều thật vậy à cô gái nhỏ chợt vui vẻ anh thần y vậy anh nhanh chóng chữa bệnh cho ba em đi điều này còn phải chờ một lát hạ thiên gãi gãi đầu vì sao phải chờ cô gái nhỏ dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn hạ thiên anh thần y có phải anh đang lừa gạt không vậy mẹ có nói gạt người không phải là ngoan hạ thiên lập tức buồn bực bị một cô gái nói mình đang gạt người đúng là quá mất mặt. Cũng may Liễu Vân Mạn lúc này đứng ra nói. Hàm hàm, đừng nói lung tung, hôm qua anh ấy đã chữa bệnh cho chị, còn cần phải nghỉ ngơi. Có phải là như vậy không? Liễu Kỳ cười lạnh. Vân Mạn, không phải tam thúc không tin cháu, nhưng tiểu tử này thật sự là thần y sao? chương 49, ngủ với vợ của ông, cướp tiền của ông. Tam Nhi, con nói bậy bạ gì vậy? Ninh Tố Nga quát lớn sao con có thể nói như vậy với hạ thần y? Mẹ, con còn chưa nói với mẹ sao? Liễu Kỳ rõ ràng không sợ Ninh Tố Nga. Vân Mạn còn trẻ, bị người ta gạt cũng bình thường, con đây kiến thức rộng rãi, sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy được? Ý anh nói tôi đây già rồi hồ đồ phải không? Ninh Tố Nga tức đến mức phát run. Tam Nhi, bây giờ con có tương lai, bây giờ muốn dở rộng gia chủ phải không? Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi, có mặt mẹ ở đây, tất nhiên chưa đến lượt con làm chủ. Liễu Kỳ như cười như không nói. Nhưng con là người làm cha, làm chủ cho con gái của mình không có vấn đề gì đấy chứ. Tam thúc, y thuật hạ thiên là cháu tự mình kiểm chứng, chú còn nghi ngờ điều gì. Liễu Vân Mạn không khỏi chen vào một câu. Vân Mạn, cháu nói mình đã tự kiểm chứng, vậy chú hỏi cháu, người này có chữa tốt cho cháu chưa? Liễu Kỳ hỏi. Tam thúc, tuy Hạ Thiên còn chưa chữa lành bệnh cho cháu, nhưng cháu rõ ràng cảm nhận được bệnh tình của mình đang diễn tiến chậm lại, bây giờ cũng không còn đau đầu nữa, chẳng lẽ cháu còn gạt chú sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận, vất vả lắm mới tìm được người chữa quái bệnh cho Liễu ra, thậm chí nàng còn không tiếc trả giá ủy thác mình cho Hạ Thiên. Bây giờ nàng mời được Hạ Thiên đến Liễu ra, mắt thấy sắp đại công cáo thành, sau này Liễu ra sẽ thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng nào biết vào đúng lúc mấu chốt thì Liễu Kỳ lại ngáng chân đúng là phức tạp. Chú không cần biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, nhưng tôi nói rõ, trừ khi hắn ta có thể chữa lành bệnh cho cháu, nếu không, chú cũng không để hắn chữa cho chính mình. Liễu Kỳ nói, những năm này chú chưa từng đến bệnh viện cũng sống được đến 45 tuổi, mà các người cả ngày chỉ muốn tìm thần y, kết quả là gì? Cha cháu mới qua 30 đã mất, cháu thì còn chưa đến 30 đã có nguy cơ, chú cũng không muốn con mình dẫm vào vết xe đổ của mọi người. Tam thúc, Chú nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chú nghĩ rằng cháu muốn hãm hại mọi người sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận. "Vân Mạn, chú không nói như vậy, chú chỉ quý trọng sinh mệnh của mình, cũng quý trọng sinh mạng của sáu đứa con trai và bốn đứa con gái, không muốn để chúng trở thành vật thí nghiệm cho đám lang băm." Liễu Kỳ hừ lạnh một tiếng. "Chúng nó vui vẻ sống được 40 năm còn hơn suốt ngày lo lắng đến bệnh tình và chỉ sống được 30 năm." Liễu Kỳ không quan tâm đến vẻ mặt Ninh Tố Nga đã trắng bệch, cũng không quan tâm đến gương mặt đỏ bừng của Liễu Vân Mạn, hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. "Tiểu tử, tôi mặc kệ cậu có phải là thần y hay không, tóm lại, trừ khi cậu có thể chữa lành bệnh cho Vân Mạn, nếu không đừng hòng bảo tôi tin cậu." "Ngu ngốc." Hạ Thiên chỉ nói ra hai chữ. "Cậu, cậu dám mắng tôi sao?" Liễu Kỳ trở nên giận dữ. "Cũng không muốn mắng chú, mà chú thật sự là người ngu ngốc." Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói: "Nếu chú không phải kẻ ngu ngốc thì sao lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy?" Hạ Thiên nói bằng giọng khinh thường: "Tôi cần gì phải để chú tin tưởng? Chú nghĩ rằng tôi sẽ bắt buộc phải chữa bệnh cho chú sao? Bộ dạng của chú giống như khỉ, tôi nhìn qua cũng cảm thấy ngứa mắt, chú sống hay chết có liên quan gì đến tôi? Chú không thích tôi chữa bệnh thì tôi không chữa. Cậu, cậu dám nói tôi giống như khỉ?" tam gia tôi khi còn trẻ đều được người ta khen ngợi giống Phan An Tống Ngọc. Liễu Kỳ tức giận đỏ bừng mặt, hắn tức giận chỉ tay vào người Hạ Thiên. Tam Nhi, anh câm miệng cho tôi. Ninh Tố Nga đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Tốt, anh không muốn chữa bệnh cũng không sao, con cái của anh không muốn chữa bệnh cũng không sao, nhưng Hạ Thần Y là người tôi mời đến, anh không tôn trọng cậu ấy cũng là không tôn trọng tôi, bây giờ anh cút đi cho tôi. Ninh Tố Nga tiến về phía Hạ Thiên rồi cúi đầu nói. Hạ thần y, thật xin lỗi, kinh xin cậu cao nhân đại lược, không cần phải vì những vấn đề này mà ảnh hưởng đến quá trình chữa trị cho những người khác ở Liễu Gia. Đúng vậy, Hạ Thiên, em của tôi và con cái nhị thúc, còn có cả cô cô, bọn họ đều cần cậu điều trị, hy vọng cậu cũng đừng nên tức giận. Liễu Vân Mạn cũng vội vàng nói. Bà nội, chị Vân Mạn, mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ không tức giận vì một con khỉ hạ thiên cười hì hì tức giận với ông ấy chỉ làm mất thân phận của tôi tiểu tử cậu nói vậy là có ý gì loại người ăn nói hồ đồ chỉ biết lừa gạt gái nhà lành như cậu cũng dám nói chuyện thân phận với tam gia tôi sao liễu kỳ tức đến mức hóa cười lúc này hắn chính thức nhận định hạ thiên là kẻ lừa đảo nếu thật sự là thần y thì đã tức giận bể phổi rồi khỉ đột cầm miệng cho tôi có tin tôi đánh ông không hạ thiên có chút khó chịu người này còn muốn sống hay không? Anh thần y, không được phép đánh ba ba của em, nếu không em sẽ mắng, sẽ chửi anh." Tiểu nha đầu hàm hàm chợt nói ra một lời như vậy. Hạ Thiên cảm thấy buồn bực, hắn lại bị một cô gái nhỏ uy hiếp. Xem ra trước nay hắn không thích mấy cô gái nhỏ là đúng, những cô gái nhỏ này rất phiền phức, nếu đánh thì là ức hiếp trẻ con, sẽ rất mất mặt, nếu khiếm nhã thì những cô gái nhỏ không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn không ngực không mông, đúng là không có gì để mà khiếm nhã. Được rồi, nhìn ông ta có chút đáng thương, tôi sẽ không đánh. Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị Vân Mạn, nếu không có gì thì tôi về trước. Tiểu tử, còn dám nói tôi đáng thương sao? Liễu Kỳ cực kỳ bực mình. Chưa từng có người nào nói tôi đáng thương, người nào cũng hâm mộ tôi, tôi có năm vợ, có sáu trai bốn gái, tôi có công ty với tài sản vài tỷ, còn cậu, cậu có cái quái gì? Ông thật sự không biết mình đáng thương sao. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Liễu Kỳ. Ông có năm bà vợ xinh đẹp cũng không thể hưởng thụ, vì ông đã không còn sức lực gì cả. Tuy bây giờ các cô ấy không cắm sừng lên đầu ông, nhưng chỉ cần nửa năm sau thì sừng trên đầu sẽ đẻ chết ông. Ông nói ông có tiền nhưng quá lắm cũng chỉ sống được thêm hai năm, đợi đến khi ông chết đi thì người khác sẽ ngủ với vợ ông, sẽ lấy tiền của ông, như vậy không phải đáng thương sao. Tiểu tử cậu, cậu, cậu nói bậy bạ gì đó. Tiên sinh, anh không được nói lung tung. Vân mạn, cháu tìm người này ở đâu ra vậy, sao có thể nói hưu nói vượn như thế? Khoảnh khắc này đại sảnh chợt trở nên huyên náo, hai mắt liễu kỳ bùng lên lửa giật, mà năm bà vợ của hắn cũng đang chỉ trích Hạ Thiên, ai bảo Hạ Thiên dám công kích các nàng. Không nghe lời thần y thì chết dáng chịu. Hạ Thiên cười hì hì, hắn quay đầu nhìn thiếu phụ xinh đẹp tôi có nói bậy hay không thì chị gái xinh đẹp này hoàn toàn biết rõ xin hỏi tối qua không phải chị đã tìm người qua đêm sao cậu vẻ mặt thiếu phụ xinh đẹp trở đỏ bừng có chút xấu hổ có chút kinh ngạc tiểu tử cậu dám nói bậy bạ trong nhà tôi tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu liễu kỳ tức giận nói tam nhi đây là sản nghiệp của tôi của anh khi nào ninh tố nga lạnh lùng nói tôi nói anh cút khỏi đây anh không nghe thấy sao nếu anh không nghe rõ thì tôi lặp lại một lần nữa, mang theo người nhà cút ra khỏi đây cho tôi. Mẹ, sao mẹ lại tin người ngoài mà không tin con? Liễu Kỳ cực kỳ tức giận. Không phải anh vừa nói sẽ báo cảnh sát sao? Nếu anh không cút khỏi đây thì tôi báo cảnh sát. Vẻ mặt Ninh Tố Nga chợt phát lạnh. Đi thì đi. Liễu Kỳ dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn vung tay. Chúng ta về nhà. Liễu Kỳ thở phì phò mang theo người nhà rời đi mà lúc này căn nhà cũng chợt trở nên quạnh quẽ. Hạ thần y, đúng là thất lễ. Đợi đến khi đám người liễu kỳ rời đi thì vẻ mặt ninh tố Nga mới tốt lên một chút. Bà nội, tam thúc có vấn đề gì vậy? Liễu vân mạn cảm thấy rất khó hiểu. Nó tức tối với bà. Ninh tố Nga hừ khẽ một tiếng. Vì chuyện nhà máy dược phẩm mà nó luôn tức tối, bà không có gì oán trách nó nhưng bây giờ dám đem theo con cháu đến ép vua thoái vị, bà sẽ không bỏ qua cho nó. Ninh Tố Nga lắc đầu rồi thở dài. "Hạ thần y, gia môn bất hạnh, con cháu đắc tội, cũng xin cậu đừng trách." "Không có gì, tôi cũng không ngại." Hạ Thiên ra vẻ rất rộng lượng, trong lòng thầm nghĩ như vậy sẽ không phải chữa trị cho nhiều người, Liễu Vân Mạn sẽ nhanh chóng thành vợ mình, đối với hắn thì đây là chuyện tốt. "Hạ Thiên, nếu không có ai cần chữa bệnh thì chúng ta quay về thôi." Tôn Hình Hình đột nhiên mở miệng nói. Trước đó nàng ở bên cạnh không nói gì vì biết mình không có gì để nói, nàng hoàn toàn chẳng biết gì về sự việc đang xảy ra ở đây. Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng thì Liễu Vân Mạn đã chen vào. Hạ Thiên, cậu chờ chút. Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn bà lão Ninh Tố Nga rồi khẽ đề nghị. Bà nội, có muốn mời Hạ Thiên xem bệnh cho cô cô không? Mộng Nhi sao? Ninh Tố Nga có chút do dự. Nhưng tình huống của Mộng Nhi khác biệt rất nhiều so với các cháu, Bà nội, tuy bệnh của cô cô không giống với các cháu nhưng Hạ Thiên chắc chắn sẽ chữa được. Liễu Vân Mạn nhịn không được phải nói. Cô cô đã hôn mê vài chục năm, dù là thế nào cũng phải thử mới được. Ninh Tố Nga có chút trầm ngâm, sau đó bà khẽ gật đầu. Tiểu Mạn, cháu nói đúng, thử cũng tốt. Liễu Vân Mạn thấy bà gật đầu thì khẽ thở ra một hơi, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, trước tiên cậu đến xem qua cho cô cô, sau đó tôi sẽ đưa cậu và chị Hinh Hinh quay về, có được không? Hạ Thiên vốn không có việc gì gấp, tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết cô cô của Liễu Vân Mạn đã hôn mê vài chục năm, nhưng hắn khó thể nghĩ ra một người đã hôn mê vài chục năm sẽ có bộ dạng thế nào. Vài phút sau Liễu Vân Mạn dắt Hạ Thiên vào trong một phòng ngủ khá rộng, trong phòng được bố trí rất ấm áp và đẹp đẽ, rõ ràng là khuê phòng phụ nữ, bên trong có một cái giường lớn, có một cô gái đang nằm trên giường. Cô gái này có dung mạo khá giống Liễu Vân Mạn, nhìn qua còn trẻ hơn Liễu Vân Mạn, trên mặt còn có vài phần ngây thơ, cũng có vài phần nhu nhược. Da thịt trắng bóc của cô gái cũng rất bình thường, không giống như những người bị bệnh, nàng khẽ nhắm mắt, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, bộ dạng có vài phần lười biếng, thật sự rất quyến rũ. Hạ Thiên nhìn một cô gái xinh đẹp ngủ say như công chúa mà không có chút cảm giác của người bệnh, hắn khó thể tin đây là một người hôn mê hơn vài chục năm. Đây chính là Liễu Mộng là cô cô của Liễu Vân Mạn, từ nhỏ Liễu Mộng đã yếu ớt, đến năm 16 đã nằm liệt giường, qua 4 năm sau thì trực tiếp hôn mê. Lúc này Liễu Mộng đã hôn mê được hơn 16 năm, tính ra thì đã hơn 36 tuổi. Nhưng theo lời của Liễu Vân Mạn thì Liễu Mộng nằm trên giường đã 20 năm mà dung mạo không biến đổi. Liễu Vân Mạn khẽ vén một góc chăn đưa tay Liễu Mộng ra, Hạ Thiên cũng không khách khí mà trực tiếp đặt tay lên, một giây sau trên mặt hắn chợt lộ ra niềm vui điên cuồng chương 50, băng hỏa linh thể. Trách không được, trách không được, khi Hạ Thiên vào cửa đã mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, chân khí trong cơ thể hình như vận chuyển hơi nhanh một chút. Cũng khó trách khi hắn nhìn thấy Liễu Mộng thì cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc đầu hắn còn cho rằng cảm giác quen thuộc vì Liễu Mộng khá tương tự Liễu Vân Mạn, nhưng bây giờ hắn mới biết, sở dĩ cảm thấy quen thuộc vì trên người nàng có một khí tức thân thiết, cả hai cùng một loại người. Nghịch Thiên Bát Châm là một loại châm pháp đặc biệt, biết bao nhiêu năm kể từ khi ra đời thì người chính thức học được châm pháp này là rất ít. Đại sư phụ của Hạ Thiên được xưng là nhất đại thần y cũng thật sự không học được nghịch thiên bát châm, chỉ đơn giản vì nghịch thiên bát châm có yêu cầu đặc biệt với thể chất của người cần học. Tác dụng chính thức của nghịch thiên bát châm cũng không phải là phương pháp châm cứu, trọng điểm của nó chính là khí, mà khí thức này có tên là băng hỏa linh khí, người muốn học nghịch thiên bát châm phải có băng hỏa linh khí. Băng hỏa linh khí cũng không phải khí thức trời sinh mà cần phải tu tập, nhưng cũng có yêu cầu rất cao đối với vẻ tu tập, đó chính là băng hỏa linh thể, như vậy mới tu luyện được băng hỏa thần quyết, cuối cùng mới có được băng hỏa linh khí. Dùng băng hỏa linh khí làm cơ sở, như vậy nghịch thiên bát châm mới có được hiệu quả thần kỳ. Băng hỏa linh thể là một loại thể chất đặc biệt, có thể nói là biết bao triệu người cũng khó kiếm được một người. Hơn nữa đối với người bình thường thì băng hỏa linh thể cũng không phải thứ gì đó tốt đẹp, nếu không được tu luyện Băng Hỏa Thần Quyết thì phần lớn người có được Băng Hỏa Linh Thể sẽ không sống thọ. Thậm chí có một vài người có được Băng Hỏa Linh Thể, khi tu luyện Băng Hỏa Thần Quyết cũng đi đời nhà ma, đó cũng là nguyên nhân mà từ khi ra đời thì Nghịch Thiên Bát Châm có rất ít người học được. Hạ Thiên cảm thấy mình rất may mắn, hắn có được Băng Hỏa Linh Thể, lúc 3 tuổi đã được gặp thần tiên tỷ tỷ, sau đó có được cơ hội học tập Băng Hỏa Thần Quyết, học được Nghịch Thiên Bát Châm. Nhưng hôm nay hắn mới biết vận may của mình quá lớn. Hắn lại gặp được một người có băng hỏa linh thể, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Thật ra tu luyện băng hỏa thần quyết rất dễ nhưng hầu như không có đường tắt để đề cao công lực, chỉ có một con đường tắt duy nhất, đó chính là tìm một người cùng có băng hỏa linh thể để tu luyện. Nếu đối phương là người khác phái, hơn nữa còn tình nguyện tu luyện cùng giường, như vậy hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Hạ Thiên chợt hồi tưởng lại buổi tối trước khi xuống núi lúc đó hắn ôm lấy thân thể mềm mại của thần tiên tỷ tỷ mà dùng giọng lưu luyến không rời nói thần tiên tỷ tỷ sao chị không theo em xuống núi chị có bệnh chị không thể rời khỏi đây đây là câu trả lời thuyết phục của thần tiên tỷ tỷ cho hạ thiên thần tiên tỷ tỷ sao em không kiểm tra được bệnh của chị lúc đó hạ thiên cảm thấy rất kỳ quái hắn đã kiểm tra trong ngoài cao thấp của thần tiên tỷ tỷ một lần cũng không thấy nàng có vấn đề gì căn bệnh của chị rất đặc biệt, tạm thời cậu không kiểm tra được đâu. Thần tiên tỷ tỷ nở nụ cười dịu dàng. Nhưng chờ cậu học xong nghịch thiên bát châm, như vậy có thể chữa trị tốt cho chị. Thần tiên tỷ tỷ, ý của chị là, em phải học xong toàn bộ nghịch thiên bát châm, như vậy mới có thể chữa tốt căn bệnh của chị, sau đó chị mới xuống núi với em sao? Hạ thiên vội vàng hỏi. Thật ra cũng không cần học được toàn bộ nghịch thiên bát châm, nói chung đến tứ châm, nhiều lắm thì đến ngũ châm đã có thể chữa hết bệnh cho chị rồi. Thần tiên tỷ tỷ trả lời. Đối với yêu cầu học được châm thứ năm của chị thì ít nhất cũng mất 10 năm nữa. Hạ thiên có chút bất an. Không sao, chị có thể chờ 10 năm. Thần tiên tỷ tỷ an ủi Hạ thiên. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu kiều nói dưới núi rất vui, em nhất định sẽ nhanh chóng học được châm thứ năm. Sau đó chị tốt bệnh tình cho chị, đưa chị xuống núi cùng dạo chơi. Hạ Thiên đảm bảo bằng lời thề sắt son. Chị tin cậu có thể làm được. Thần tiên tỷ tỷ trước nay đều rất có lòng tin với Hạ Thiên. "Hạ Thiên, cậu làm sao vậy?" Bên tai vang lên một âm thanh làm Hạ Thiên bừng tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn, hắn thấy Liễu Vân Mạn đang dùng ánh mắt sầu lo nhìn mình. Có phải bệnh tình của cô cô rất nghiêm trọng hay không? "À, không phải, chị Vân Mạn, chị yên tâm, em có thể chữa trị tốt cho cô ấy." Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Liễu Mộng, ánh mắt hắn rất nóng bỏng. Có Liễu Mộng hỗ trợ thì hắn có thể chỉ cần 3 năm sẽ học xong châm thứ năm, đến lúc đó có thể đưa thần tiên tỷ tỷ xuống núi dạo chơi, đúng là quá tốt. Tất nhiên cũng vì vậy mà căn bệnh của Liễu Vân Mạn sẽ không còn là vấn đề, trong một năm học xong châm thứ ba là quá dễ. Thật sự có thể chữa sao? Liễu Vân Mạn rất vui mừng, sau đó lại có chút nghi hoặc. Hạ Thiên, cậu có thể nói cho tôi biết, Cô cô của tôi bị bệnh gì? Trước nay chúng tôi đều không thể biết được. Đúng vậy, Hạ thần y, Mộng Nhi rốt cuộc bị bệnh gì? Bà lão Ninh Tố Nga ở bên cạnh cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi. Thật ra cũng không phải bệnh, nhưng thể chất của cô ấy có chút đặc biệt. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Trong cơ thể nàng có hai luồng khí nóng lạnh đang bùng lên rối loạn, vì vậy mà thân thể xảy ra vấn đề, chỉ cần dẫn đường cho chúng thì sẽ không có việc gì vậy bây giờ anh có thể chị luôn được không liễu vân mạn không chờ được phải hỏi ngay ừ có thể hạ thiên quay đầu nhìn mọi người chị vân mạn mọi người có thể ra ngoài một lát được không sao liễu vân mạn có chút ngạc nhiên hạ thần y chữa bệnh không được quấy dày chúng ta ra ngoài chờ đợi ninh tố nga lập tức có phản ứng bà nói xong thì dẫn đám phụ nữ rời khỏi phòng ngay cả tôn hình hình cũng tự giác đi ra ngoài hạ thiên đóng cửa phòng sau đó hắn ngồi xuống bên giường chào chị mộng tôi là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong địa huyền hoàng thiên hạ thiên cười hì hì với liễu mộng tôi biết rõ chị có thể nghe thấy tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với chị liễu mộng không có phản ứng hạ thiên vẫn tiếp tục nói chị mộng chị cũng giống như tôi cũng là người trời sinh có băng hỏa linh thể vì vậy chị nhất định phải là vợ tôi Lúc này tôi muốn cứu chị cũng chỉ biết dạy cho chị băng hỏa thần quyết, nhưng băng hỏa thần quyết rất quý, nếu chị đồng ý làm vợ tôi thì tôi mới dạy. Liễu mộng vẫn không có phản ứng. Này, nếu chị không muốn làm vợ tôi thì nháy mắt vài lần, nếu không thì lắc đầu. Tốt, chị không nháy mắt, cũng không lắc đầu, như vậy coi như đồng ý, bây giờ chị chính là vợ tôi. Hạ Thiên nói xong những lời này thì khẽ cúi người, hắn hôn lên bờ môi đỏ mọng của Liễu Mộng. Này, chị Mộng, Bây giờ chị là người của tôi. Nếu lúc này Liễu Mộng có thể mở miệng thì nhất định sẽ chửi ngay, làm gì có loại người nào vô sỉ như vậy. Chị Mộng, tôi sẽ lập tức chữa bệnh cho chị, chỉ phải nhớ rõ cách vận hành băng hỏa linh khí nhé." Hạ Thiên nói xong thì lại hôn lên môi đào của Liễu Mộng, một luồng băng hỏa linh khí từ trong miệng hắn chuyển sang cho nàng. Liễu Vân mạn đứng ngoài cửa có chút bất an, người này chữa bệnh sao lại đóng cửa? Cô cô rất xinh đẹp, dù nằm trên giường vài chục năm nhưng thân thể vẫn không héo rút, dáng người có vẻ càng ngày càng trưởng thành, Tiểu Sắc Lang sẽ không lợi dụng cơ hội làm bậy với cô cô đấy chứ. Tuy Liễu Vân Mạn không có gì phản cảm với Hạ Thiên nhưng lại kiên định cho rằng đối phương là Sắc Lang. Người này mở miệng là muốn nàng làm vợ nhưng bên cạnh lại có một người đẹp là Tôn Hinh Hinh, đây không phải Sắc Lang thì là gì? Trong phòng mơ hồ vang lên tiếng người, Liễu Vân Mạn càng thêm kỳ quái, cô cô đang hôn mê, Hạ Thiên nói chuyện với ai? Chẳng lẽ cô cô đã tỉnh rồi sao? Nhưng không thể có khả năng này, bây giờ mới qua được một khoảng thời gian ngắn, dù Hạ Thiên là thần y vô địch cũng không thể làm cho một người hôn mê hơn hai chục năm tỉnh lại nhanh như vậy. Liễu Vân Mạn đang suy nghĩ nguyên man thì chuông điện thoại vang lên. Alo, tôi là Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn nhận điện thoại. Chào chị, tôi là Kiều Tiểu Kiều. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ rất dịu dàng. Xin hỏi có Hạ Thiên ở đấy không? kiều tiểu kiều sao liễu vân mạn nghe thấy cái tên này thì cảm thấy chóng mặt kiều tiểu kiều này sao lại gọi cho mình nhưng sau đó nàng lập tức nghe ra vấn đề thì ra đối phương tìm hạ thiên hạ thiên đang bận xin hỏi em tìm hạ thiên có chuyện gì không liễu vân mạn vội hỏi em tìm anh ấy có chuyện gấp nếu anh ấy xong việc thì nhắn là gọi điện thoại cho em ngay nhé kiều tiểu kiều nói là thế này cậu ta đang chữa bệnh cho cô cô của chị nếu không một lát nữa chị sẽ để cậu ấy gọi lại cho em." Liễu Vân Mạn có chút do dự rồi nói, "Như vậy một lúc nữa em sẽ gọi lại." Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn có chút nghi ngờ nhưng cũng không quá để ý, lúc này tâm tư của nàng lại đặt lên người Liễu Mộng đang ở trong phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, hy vọng Hạ Thiên có thể nhanh chóng đi ra. Khoảng thời gian chờ đợi rất đáng chán, chưa đến nửa giờ mà Liễu Vân Mạn cảm thấy dài như cả thế kỷ nàng đi tới đi lui trước cửa, đã có vài lần định gõ cửa nhưng sợ lại quấy rối đến Hạ Thiên, sợ hại đến cô cô, vì vậy cũng rụt tay về. Bà nội, cháu về rồi. Một giọng nói tùy tiện vang lên, một cô gái gầy như cây trúc chợt phóng đến. Tôn Hinh Hinh nhìn qua thì cảm thấy hoảng sợ, chưa nói mái tóc cô gái được nhuộm vàng óng mà đầu tóc như bom vừa nổ, son phấn dày đặc, các ăn mặc sợ rằng còn khủng bố hơn cả những người phụ nữ đứng đường. Mẹ, nhị thẩm, mọi người đều ở đây sao, thì ra tìm mãi không thấy ai, chị, chị cũng về rồi à. Cô gái gầy như cây gậy chào hỏi mọi người, sau đó ánh mắt chuyển lên người tôn hinh hinh. Ủa, ai đây, không phải Tam Thúc lại tìm được Tam Thẩm đấy chứ, nghe cháu nói này, Tam Thúc là một ông lão hỏng bét, dù có tiền thì cũng không đáng cho cô dấn thân vào, hơn nữa Tam Thúc cũng không có bao nhiêu tiền. Tiểu Anh, cháu đừng nói lung tung, đây là bạn gái của Hạ Thần Y. Ninh Tố Nga quát lớn, "Mau xin lỗi cô ấy." "À, xin lỗi chị, hiểu lầm thôi." Cô gái gầy như cây gậy cũng rất sảng khoái, nàng lập tức xin lỗi, nhưng cũng hỏi ngay, "Bà nội, hạ thần y là ai?" "Á?" À, cô gái gầy như cây gậy chợt thét lên một tiếng, nàng chỉ tay về phía cửa phòng, bộ dạng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này cửa phòng cũng vừa mở ra, một người xuất hiện. Chương 51: Y học thần kỳ. Cô cô, cô. Cô gái gầy như cây gậy chỉ tay vào cửa phòng, bộ dạng như gặp phải quỷ. Cô cô, cô cô. Bờ môi của Ninh Tố Nga chợt run rẩy. Mộng, Mộng Nhi. Liễu Vân mạn sợ ngây người, nàng nghe được tiếng mở cửa, vốn cũng muốn xông vào xem tình huống của cô cô. Nhưng nàng không ngờ cô cô hôn mê 16 năm lại đột nhiên sống lại sờ sờ trước mặt mình. Liễu Mộng vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nàng đứng yên nơi cửa phòng, bộ dạng xinh đẹp tuyệt vời, Khí chất thoát tục giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, cực kỳ hoàn mỹ, không nhiễm chút bụi trần. Một mái tóc dài còn thiếu chút nữa đã rũ xuống đất, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Mười mấy năm qua tóc liếu mộng cứ dài ra, Ninh Tố Nga luôn chăm sóc cho nàng cũng không nỡ cắt đi, cũng vì vậy mà đến lúc này đã rất dài. Cũng chỉ như vậy thì Ninh Tố Nga mới cảm giác được con gái của mình dần lớn lên. "Tiểu Mạn, cháu đã lớn thế này rồi sao?" Một tiếng cười hì hì vang lên. Liễu Mộng khẽ tiến đến vuốt ve mái tóc của Liễu Vân Mạn, sau đó bàn tay chợt khựng lại. Cô nhớ lần trước thấy cháu thì chỉ cao như thế này thôi. Lần cuối cùng Liễu Mộng được gặp Liễu Vân Mạn chính là trước khi hôn mê, khi đó Liễu Vân Mạn cũng chỉ mới 9 tuổi. "Cô cô, cô đã tỉnh thật rồi sao? Cháu có phải cháu đang nằm mơ không?" Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng ngạc nhiên nói. Liễu Mộng nở nụ cười thản nhiên, sau đó tiến về phía trước một bước, sau đó thân thể chợt mềm nhũn, người khẽ nghiêng, sắp ngã xuống đất. Cô cô cẩn thận, Liễu Vân Mạn vội vàng giữ lấy Liễu Mộng, như vậy nàng mới không ngã xuống. Đã lâu rồi chưa được đứng lên đi lại, có chút không quen. Liễu Mộng khẽ thẻ lưới, rất đáng yêu, giống như một cô gái mười mấy tuổi. Liễu Vân Mạn nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Mộng mà xác định mình không nằm mơ, cô cô của nàng hôn mê suốt 20 năm cuối cùng đã tỉnh. Không những đã tỉnh, mà vừa tỉnh dậy đã có thể đi lại, điều này không những gọi là kỳ tích, phải nói là thần tích. Một người nằm trên giường 20 năm, dù tỉnh lại thì ít nhất cũng phải mất nửa năm hoạt động mới hồi phục trở lại. Liễu Mộng thì chỉ mở miệng nói chưa quen mà thôi. Thần tích, đúng là thần tích, mà thần tích lại do Hạ Thiên sáng tạo ra, lúc này Liễu Vân Mạn khâm phục Hạ Thiên từ tận đáy lòng, dù đối phương là Sắc Lang, cũng là một Sắc Lang tài năng kinh người. Mẹ, người đã già rồi. Liễu Mộng đi về phía Ninh Tố Nga, nàng khẽ nói một câu, một câu nói làm cho Ninh Tố Nga rơi lệ đầy mặt. Mộng Nhi, Ninh Tố Nga chợt ôm lấy Liễu Mộng. Con đã tỉnh, cuối cùng con đã tỉnh. Những người phụ nữ của Liễu gia vui mừng phấn khởi, ai cũng rơi lệ, mà Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng không được tự nhiên, cũng có chút lo lắng, sao Hạ Thiên còn chưa đi ra? Ủa, có người chết sao? Tôn Hinh Hinh đang nghĩ ngợi thì Hạ Thiên đã xuất hiện nơi cửa ra vào khi thấy mọi người ôm nhau khóc thì hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy tiếng khóc chợt khựng lại tất cả mọi người đều nhìn về phía hạ thiên ai cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười có người nói như vậy sao này anh mới chết cô gái gầy như cây gậy chợt chừng mắt nhìn hạ thiên khi thấy cô gái này thì hạ thiên lại ngẩn người này em là ca sĩ sao cái gì mà là ca sĩ cô gái gầy như cây sậy chợt không kịp phản ứng nếu em không phải là ca sĩ thì việc gì phải bôi cho chát chấu kinh người như vậy. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Anh mới là ca sĩ, cả nhà anh đều là ca sĩ. Cô gái gầy như cây sậy chợt nổi giận, người này dám nói nàng là diễn viên kịch, đúng là quá ác độc. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, đối phương mắng nàng là con hát, như vậy không ác độc thì là gì? Tiểu Anh, đừng nói lung tung, cậu ấy là hạ thần y. Ninh Tố Nga cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, bà vội vàng quát lớn cái gì cô gái gầy như cây sậy dùng tay chỉ hạ thiên anh anh ta là cái gì thần y em gái đừng nói lung tung hạ thiên đến đây để chữa bệnh cho chúng ta cô cô cũng được hạ thiên cứu tỉnh liễu vân mạn khẽ nói có phải vậy không anh đẹp trai anh thật sự lợi hại như vậy sao cô gái gầy như cây gậy liếc mắt nhìn hạ thiên cảm thấy rất khó tin điều này là đương nhiên anh là đệ nhất thần y Hạ Thiên dùng giọng đắc ý nói, lần đầu tiên có người gọi hắn là anh đẹp trai, hắn rất hài lòng, cuối cùng cũng có người biết hắn đẹp trai. Khoác lác đệ nhất thiên hạ, không có người nào khoác lác bằng anh. Cô gái gầy như cây sậy chợt bĩu môi nói. Liễu Vân mạn chừng mắt nhìn em gái, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. "Đúng rồi, Hạ Thiên, trước đó có người điện thoại tìm cậu, nói là có chuyện gấp, nhưng không nói có chuyện gì." "Ai tìm tôi?" Hạ Thiên vội hỏi cô ấy nói mình là Kiều Tiểu Kiều. Liễu Vân Mạn đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Cậu xem, đây là số điện thoại của cô ấy. Không xong, chị Vân Mạn, cho tôi mượn điện thoại một lúc. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mình quên mang điện thoại, vì vậy hắn vội vàng dùng điện thoại Liễu Vân Mạn để gọi lại. Vợ à, tìm anh có chuyện gì? Khi điện thoại vừa được nối thông thì Hạ Thiên đã vội vàng hỏi. Anh, anh có thể đến bệnh viện phụ nhất một chuyến được không? Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng hỏi: "Em cần anh cứu một người." "Được, anh sẽ quay lại ngay." Hạ Thiên lập tức đồng ý. "Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sau." Kiều Tiểu Kiều vui vẻ cúp điện thoại. "Hạ Thiên, nếu cậu có việc gấp thì tôi đưa cậu về trước." Hạ Thiên vừa tắt điện thoại thì Liễu Vân Mạn đã chủ động đề nghị. "Tốt, cảm ơn chị Vân Mạn." Hạ Thiên đúng là cậu còn chưa được, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Hạ Thần Y không ở lại một lát nữa sao chúng tôi còn chưa kịp tiếp đãi cậu chu đáo ninh tố nga thấy hạ thiên muốn đi thì không khỏi cảm thấy bất an sau khi đối phương đến nhà còn chưa kịp uống một ngụm nước bà nội sau này cháu sẽ đến mà hạ thiên cười hì hì nói không cho phép gọi là bà nội liễu mộng đột nhiên trừng mắt nhìn hạ thiên mộng nhi không được bất kính với hạ thần y ninh tố nga vội vàng quát lên với con gái sau đó bà dùng ánh mắt xấu hổ nhìn hạ thiên Hạ thần y, cậu có ơn lớn với liễu gia chúng tôi, tôi sẽ nhớ kỹ công đức của cậu. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần hạ thần y phân phó một tiếng, cao thấp liễu gia chúng tôi nhất định sẽ phục tùng. Liễu mộng thầm nói một câu rất mơ hồ, sau đó cũng không nói gì, nhưng lén giữ nắm đấm về phía hạ thiên, bộ dạng giống như muốn đánh người. Khi chiếc xe y ăn màu trắng của Liễu Vân Mạn tiến vào cửa Đại học Giang Hải thì Hạ Thiên đã thấy được chiếc von vô màu đỏ của Kiều Tiểu Kiều lần này kiều tiểu kiều vẫn mang theo hai cô gái bảo vệ xinh đẹp là kiều phượng nhi và kiều hoàng nhi tất nhiên hai cô gái vẫn giữ nguyên định ý với hạ thiên đặc biệt là khi nhìn thấy hạ thiên đi cùng hai người đẹp thì định ý càng lớn mạnh tôn hình hình nhìn thấy kiều tiểu kiều thì trong đầu chợt trống rỗng vì trước kia nàng đã từng được nhìn thấy đối phương trên int có rất nhiều hình ảnh về người này vì vậy mà tôn hình hình chỉ cần liếc mắt đã nhận ra một kiều tiểu kiều tiếng tăm lừng lẫy khi nhìn thấy kiều tiểu kiều phóng vào lòng hạ thiên như chim yến thì trong lòng tôn hinh hinh có chút hương vị khổ sở nàng vô thức lui về phía sau hai bước khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra xúc động muốn rời khỏi hạ thiên nhưng lúc này kiều tiểu kiều cũng rời khỏi lồng ngực của hạ thiên nàng đi về phía tôn hinh hinh bây giờ tôn hinh hinh cũng không thể né tránh trong lòng không biết vì sao chợt bùng lên dũng khí quyết định nghinh địch chính diện dù đối phương là kiều tiểu kiều thì thế nào một lúc sau đây là lần đầu tiên hai nàng chính thức gặp mặt nhưng có một đoạn đối thoại cực kỳ quỷ dị chào chị tôi là kiều tiểu kiều là vợ của hạ thiên kiều tiểu kiều tự nói ra thân phận của mình chào chị tôi là tôn hình hình là bạn gái của hạ thiên tôn hình hình cũng không lui bước ba năm trước chúng tôi đã kết hôn kiều tiểu kiều khẽ cười bây giờ hai chúng tôi ở cùng một nhà tôn hình hình khẽ cắn môi hai cặp mắt đẹp nhìn vào nhau không ai nhường ai, sinh ra cảm giác đối trọi gay gắt. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh chợt chóng mặt, thậm chí nàng còn sinh ra một cảm xúc muốn tiến lên tham gia náo nhiệt, muốn chạy lên nói một câu. Tôi là Liễu Vân Mạn, là tình nhân chưa đến tay của Hạ Thiên. Từ khi cô cô được chữa trị thành công thì Liễu Vân Mạn đã dự định thực hiện hiệp nghị trước đó, vì thế nàng phải nhanh chóng là người tình của Hạ Thiên. Tất nhiên Liễu Vân Mạn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nàng sẽ không tiến lên tham gia náo nhiệt dù sao nàng vẫn còn chưa có cảm tình với Hạ Thiên. Khanh khách, Kiều Tiểu Kiều đột nhiên cười lên hai tiếng rất yêu Kiều. Tôn Hình Hình chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn Kiều Tiểu Kiều mà cảm thấy có chút khó hiểu. Chị lớn hơn so với tôi, sau này tôi sẽ gọi chị là chị Hinh. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Nhưng chị Hinh này, chị cũng đừng có định ý với em lớn như vậy, thật ra em cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Tôn Hình Hình chợt cảm thấy choáng váng, Kiều Tiểu Kiều là vợ bé, vậy ai mới là vợ cả vợ à em muốn anh cứu người là người nào hạ thiên phải giải vây cho tôn hinh hinh hắn di chuyển chủ đề lên việc chính người đó đang ở chỗ này nhưng trước tiên em cũng phải nói cho anh biết người đó là cao danh dương kiều tiểu kiều cũng không giấu giếm cứu hắn sao hạ thiên chợt ngẩn người vợ sao anh phải cứu hắn nếu cao danh dương chết thì sẽ rất phiền phức kiều tiểu kiều khẽ nói hắn còn sống mới có lợi với anh vợ à nếu hắn không chết thì người khác sẽ cho rằng anh là người dễ ức hiếp anh muốn giết gà dọa khỉ hạ thiên tất nhiên cũng không đồng ý với ý kiến của kiều tiểu kiều anh à giết gà dọa khỉ là rất đúng nhưng cao danh dương không phải là gà hắn là khỉ kiều tiểu kiều dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ thật ra nếu giết hắn thì không bằng khống chế hắn người này có giá trị để khống chế sao hạ thiên không cho là đúng hắn biết nên khống chế một người như thế nào, nhưng khống chế Cao Danh Dương cũng chẳng được gì. Đối với hắn thì Cao Danh Dương quá yếu, căn bản không có tư cách để hắn khống chế. Tất nhiên là có giá trị. Kiều Tiểu Kiều thầm thở dài, chồng mình đúng là yêu cầu quá cao, Cao Danh Dương là một đệ nhất thiếu gia ở Giang Hải, không ngờ lại chẳng có gì để sử dụng. Anh đã nói hắn không sống quá ba ngày, nếu hắn sống thì chẳng phải anh rất mất mặt sao. Hạ Thiên vẫn còn do dự, đầu có thể đứt, Máu có thể chảy nhưng không thể mất đi thể diện, đây là điều mà nhị sư phụ thường hay nói, thể diện rất quan trọng. Chương 52, nghe lời em mới đúng. Không có gì, em sẽ cho người bí mật tung tin chủ tịch cao kia phải quỳ xuống cầu xin anh, như vậy anh mới đồng ý tha cho Cao Danh Dương một mạng, như vậy anh càng có thể diện. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, thật ra hắn cảm thấy để Cao Danh Dương đi đời nhà ma là tốt nhất nhưng hắn cũng không muốn Kiều Tiểu Kiều mất vui, nếu Kiều Tiểu Kiều thấy Cao Danh Dương còn sống thì tốt thì cứ để cho sống, dù sao nếu Hạ Thiên tình nguyện thì bất cứ lúc nào tên kia cũng có thể thăng thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng phải duy trì nguyên tắc của mình, nếu không cho Cao Danh Dương đi đời thì phải biến thành thái giám. Sau khi có quyết tâm thì Hạ Thiên cùng Kiều Tiểu Kiều đi vào bệnh viện, dưới sự dẫn dắt của nàng, Hạ Thiên tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt của Cao Danh Dương. Lúc này Cao Danh Dương vẫn hôn mê bất tỉnh. Cao Nhân Hiên đang nhíu chặt mày đứng bên giường, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Viện trưởng bệnh viện phụ nhất Hà Minh đang đứng sau lưng Cao Nhân Hiên, lão cẩn thận hầu hạ chủ tịch Cao. Tiểu Kiều, em đã tới. Một người nhanh chóng tiến lên chào đón, đó là Kiều Đông Hải, ánh mắt hắn chuyển lên người Hạ Thiên. Đây có lẽ là Hạ Thiên. Đừng giả vờ, tối qua anh cũng có mặt ở đêm giai nhân, khi đó tôi không thấy gió anh sao. Hạ Thiên miễn cưỡng nói. Kiều Đông Hải cực kỳ xấu hổ, người này đúng là không thèm nẻ mặt ai. Cậu chính là Hạ Thiên sao? Một âm thanh nặng nề vang lên, khi âm thanh này truyền đến thì Hạ Thiên cảm nhận được một luồng sát khí bùng lên. Kiều Phượng Nhi và Phương Hiểu như cũng nhạy cảm phát hiện ra sát khí, cả hai vội vàng một trước một sau bảo vệ Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên lại tập trung ánh mắt nhìn về phía phát ra sát khí, hắn nhìn về phía trước vài mét, nơi đó có một người đàn ông cao to cao gần 1 mét 9 người này giống như một tòa tháp làn da ngăm đen mặt mũi hiền lành giống như một người đàn ông nông thôn thật thà phúc hậu nhưng luồng sát khí kia rõ ràng bùng ra trên người hắn này anh to con anh làm vợ tôi sợ kia hạ thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người đàn ông to cao mau thu hồi sát khí nếu không tôi sẽ cho anh không còn sát khí hạ thiên cậu rất kiêu ngạo trong mắt người đàn ông khôi ngô bắn ra tinh quang khí thế trên người lại càng mạnh này anh to con, anh đúng là không biết điều." Hạ Thiên bất mãn hừ một tiếng, ngay sau đó hắn lập tức đánh về phía đối phương, tay phải nhanh chóng nắm thành quyền, nắm đấm phóng đến như chớp. "Này, đừng đánh nhau, có gì cũng phải từ từ thôi." Kiều Đông Hải muốn khuyên can, nhưng rõ ràng không có ai thèm nghe. Người đàn ông khôi ngô đối mặt với đòn tấn công của Hạ Thiên thì chỉ có sự khinh thường, thân thể hắn lập tức xoay tròn, sau đó hắn đấm ra một quyền nghênh đón nắm đấm của Hạ Thiên. Bốp, hai nắm đấm trực tiếp va chạm, một âm thanh trầm bổng chợt vang lên, thân thể người đàn ông Khôi Ngô chợt lay động nhưng hai chân vẫn đứng vững, không chút nhúc nhích. "À, không tệ, sau khi tôi xuống núi thì anh là người đầu tiên có thể tiếp nhận được một phần lực." Hạ Thiên có chút kinh ngạc. "Phải không?" Người đàn ông Khôi Ngô cười lạnh một tiếng. "Nếu cậu chỉ dùng một phần lực thì tôi chỉ dùng có nửa phần." "À, vậy thì anh nhận hai phần lực thử xem sao." Hạ Thiên lại đấm ra một quyền, mơ hồ mang theo tiếng xé gió. Người đàn ông cũng đấm thẳng tay, hai nắm đấm lại va và chạm vào nhau. Á! À, người đàn ông Khôi Ngô chợt kêu lên đau đớn, sau đó liên tục lui về phía sau vài bước, mãi đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại, gương mặt đen nhẻm càng thêm đen. Hạ Thiên xoay xoay nắm đấm, hắn có chút tiếc nuối. Không có gì thú vị. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, lòng thất tôi mạnh nhất cũng không phải là sức mạnh Người đàn ông khôi ngô gầm lên, sau đó xoay người phóng về phía hạ thiên. Sau đó lập tức là một tình cảnh tay đấm chân đá, rõ ràng người tự xưng là long thất tuy có thân hình cao lớn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Nhưng sau một phen công kích liên hoàn thì long thất phát hiện ra mục tiêu đã biến mất, mà những người bên ngoài thì chợt phát hiện ra hạ thiên hóa thành một chiếc bóng bám theo sau lưng long thất như hình với bóng. Bốp, bốp, bốp. Những âm thanh trầm bổng truyền vào trong tai mọi người, ngay sau đó mọi người cảm thấy hoa mắt, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt Long Thất. Ngã! Hạ Thiên duỗi ra một ngón tay khẽ đẩy, một tiếng ẩm vang lên, Long Thất nặng nề ngã xuống đất. Thật ra sức mạnh cũng không phải là thứ mạnh nhất của tôi. Hạ Thiên cười hì hì, hắn khẽ đá vào sau lưng Long Thất, người này lập tức ngất xỉu. Kiều Đông Hải trợn mắt há mồm, vẻ mặt Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng biến đổi, các nàng thật sự không ngờ sắc lang kia lại lợi hại như thế. Vẻ mặt cao nhân hiên ô ở bên cạnh lại càng đặc sắc, còn viện trưởng Hà Minh thì cũng giống như Kiều Đông Hải, thân thể lão giống như đơ ra. Chồng à, cứu người trước đi, thời gian không còn sớm, em đã đặt một bàn ở hương mãn lâu, lát nữa chúng ta đi dùng cơm. Người chấn định nhất là Kiều Tiểu Kiều, vì nàng đã sớm biết bản lĩnh siêu phàm của Hạ Thiên. Được, Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn cũng không cần trừ độc mà trực tiếp đâm vào người cao danh dương sau 10 lần thi châm thì Hạ Thiên Thu lại ngân châm, hắn hời hợt nói. Xong, như vậy là xong sao? Cao Nhân Hiên thật sự nghi ngờ. Sao nó còn chưa tỉnh? À, tôi không thích nhìn mặt tên này, tôi sợ để hắn tỉnh ngay thì lại không tự chủ được sẽ ra tay đánh người, vì thế mới để hắn tỉnh sau 10 phút nữa, khi đó tôi đã đi rồi. Hạ Thiên vội vàng nói. Cũng thuận tiện nói với ông một câu, các người đưa tên to cao đến đây có ý định hù dọa tôi, điều này làm tôi mất hứng vì vậy tôi ra tay trên người tiểu tử kia hắn chỉ sống được nửa năm cái gì cao nhân hiên giống lên tức giận các người không giữ chữ tín ông kêu gào cái gì có tin tôi dùng kim đâm chết hắn không hạ thiên dùng giọng không vui nói tôi còn chưa nói xong trong vòng nửa năm tôi hy vọng các người thành thật một chút không cần phải hù dọa kẻ khác cũng đừng dở trò bắt cóc vợ tôi đến lúc đó tôi sẽ xem xét và cho con ông có thêm mạng sống hiệp nghị trước đó của chúng ta không phải là như vậy cao nhân hiên vẫn rất tức giận ánh mắt nhìn về phía kiều đông hải cũng có chút bất thiện hiệp nghị của các người không liên quan gì đến tôi mạng của con trai ông trong tay tôi nghe lời tôi mới được sống người khác nói sao cũng được không liên quan gì hạ thiên duỗi lưng sau đó hắn thuận tay ôm lấy kiều tiểu kiều vợ à bụng anh có hơi đói chúng ta đi dùng cơm thôi hạ thiên ôm lấy kiều tiểu kiều rồi xoay người bỏ đi hắn cũng không quan tâm cao nhân hiên ở phía sau có biểu cảm gì kiều đông hải nhìn đám người hạ thiên biến mất ngoài cửa mà không khỏi nhìn long thất đang hôn mê trên mặt đất khoảnh khắc này hắn cảm thấy đau đầu sự việc càng lúc càng phức tạp chủ tịch cao chú xem việc này kiều đông hải cẩn thận mở miệng nói hạ thiên nói không sai người khác không có tác dụng cao nhân hiên lạnh lùng nói điều này chủ tịch cao thật ra. Kiều Đông Hải giải thích một câu. Cao Nhân Hiên khoát tay nói. Không cần nói nữa, danh dương cần nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn quấy dày. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ, hắn biết Cao Nhân Hiên đang ra lệnh đuổi khách. Chủ tịch Cao, trước tiên tôi phải báo cáo chuyện này với nhị thúc. Kiều Đông Hải rời khỏi phòng bệnh. Chủ tịch Cao, có cần phái bác sĩ đến không? Hà Minh nở nụ cười nói. Không cần, anh đi ra làm thủ tục, danh dương lập tức xuất viện cao nhân hiên trầm mặt nói được tôi sẽ đi sắp xếp hà minh lĩnh mệnh đi ra sau khi hà minh rời khỏi phòng bệnh thì cao nhân hiên rút điện thoại ra lão bấm một dãy số giọng nói cũng trở nên cung kính triệu công tử là tôi nhà hàng hương mãn viên ở trên đường trung nam mặt tiền nhà hàng cũng không lớn nhưng rất có danh tiếng ở giang hải nơi đây có thức ăn tứ xuyên được xưng là chính tông nhất giang hải Tuy những ngày gần đây nhiệt độ đã có giảm xuống nhưng mỗi ngày vẫn là 35-36 độ, đến tối cũng là 27-28 độ. Nhưng dù thời tiết có nóng thì hương mãn viên vẫn chật khách, tất cả các bàn ăn bên ngoài đều có khách. Chuyến đi này của Hạ Thiên đã chú định bị người khác nhìn chằm chằm. Chỉ cần là gái đẹp thì đã hấp dẫn sự chú ý của người khác, hơn nữa còn là 5 người đẹp, mà 5 người đẹp lại vây quanh một thằng đàn ông, điều này làm người ta cảm thấy hâm mộ và ghen ghét kiều tiểu kiều đặt một gian phòng lớn dù có sáu người nhưng vẫn rất rộng thậm chí làm cho tôn hinh hinh cảm thấy lãng phí không gian nàng định quay về cửa hàng hoa nhưng cuối cùng lại bị kiều tiểu kiều kéo đến đây mà liễu vân mạn thì chủ động đi theo kiều tiểu thư bây giờ đã mang thức ăn lên chưa nhân viên phục vụ dùng giọng khách khí hỏi dọn thức ăn lên đưa đến vài chai bia vài ly sinh tố kiều tiểu kiều gật đầu nói nhân viên phục vụ vừa mới đi ra ngoài thì cửa phòng đã bị mở ra một cái đầu cẩn thận thò vào khi nhìn thấy hạ thiên thì vui sướng kêu lên đại hiệp là anh thật sao người gọi hạ thiên như vậy chỉ có một đó chính là triệu thanh thanh một lòng muốn làm nữ hiệp nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt hạ thiên đại hiệp tôi vừa thấy bóng lưng của anh tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm nhưng bóng lưng của đại hiệp không giống người thường sao tôi có thể lầm cho được này em nói xong chưa Hạ Thiên liếc mắt, nói xong thì đi ra, anh còn phải dùng cơm. Khổ, khổ, đại hiệp, anh đừng tuyệt tình như vậy chứ. Triệu Thanh Thanh có chút xấu hổ. Chuyện chúng ta đã nói ngày hôm đó có suy xét lại được không? Em gái, em muốn Hạ Thiên suy xét chuyện gì? Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nói. Điều này thật ra cũng không có gì. Đúng rồi, chị gái, em là Triệu Thanh Thanh, tên chị là gì? Triệu Thanh Thanh lại có chút ngượng ngùng chị là Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều trả lời. À, tên của chị nghe rất êm tai. Triệu Thanh Thanh thuận miệng khen ngợi, nàng cũng thật sự không biết thân phận của Kiều Tiểu Kiều. Khi mọi người nói chuyện thì nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, phòng này được tiếp đón đặc biệt, vì vậy chỉ sau khoảnh khắc đã dọn lên hơn 10 món. Ôi, bên này được đưa thức ăn lên nhanh quá, em ở bên kia đã đợi nửa giờ mà mới ăn được một món. Triệu Thanh Thanh ra vẻ rất hâm mộ, Nàng không có tính toán muốn bỏ đi, nhìn qua thì thấy người phần có xu hướng ở lại ăn ké. Chương 53, người bay trên không trung. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Thanh Thanh, nếu không ngại thì ở lại cùng dùng cơm, dù sao mọi người cũng không ăn hết nhiều món như vậy. À, tốt quá, cảm ơn chị Kiều. Triệu Thanh Thanh tất nhiên sẽ không phản đối, nàng lập tức phân phó nhân viên. Này, đưa đến một cặp bát đũa. Hạ Thiên vốn ngồi giữa Tôn Hinh Hinh và Kiều Tiểu Kiều, nhưng bây giờ Triệu Thanh Thanh lại di chuyển một chiếc ghế ngồi chen vào giữa Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Lúc này Tôn Hinh Hinh có chút bất mãn nhưng cũng không nói lời nào. "Này, đại hiệp, dùng đi thôi, đây là món thịt bò hầm, rất ngon, còn đây là món gà xả ớt." Triệu Thanh Thanh rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Hạ Thiên, căn bản không quan tâm đến ánh mắt quái dị của nhóm phụ nữ bên cạnh. "Để anh tự gắp." Hạ Thiên có chút buồn bực. "Đại hiệp" uống bia đi em rót bia cho anh triệu thanh thanh lập tức khui bia em rót bia cũng vô dụng anh sẽ không đồng ý đâu hạ thiên tất nhiên biết rõ ý nghĩ của nhà đầu này là gì đại hiệp không nên tuyệt tình như vậy chứ triệu thanh thanh nói với vẻ mặt đau khổ anh thấy tôi làm vợ bé không tốt sao ban ngày có thể bảo vệ ban đêm có thể làm ấm giường dù mặt em không đẹp bằng chị này dáng người không tốt như chị kia nhưng em còn trẻ vẫn còn có cơ hội phát triển em em thật sự xin anh ta xin làm vợ bé sao kiều phượng nhi cuối cùng cũng nghe ra nội dung nàng cảm thấy rất khó tin chuyện khó tưởng như vậy sao lại phát sinh trên thế giới này này đại hiệp nói không thu đồ đệ anh ấy nói tuyệt thế thần công chỉ dạy cho vợ nhưng anh ta đã có vợ cả em cũng chỉ còn cách làm vợ bé triệu thanh thanh vội vàng nói nhưng cũng không sao làm vợ bé cũng được em là vợ bé có võ công cao nhất. anh dám dùng cái cớ này để lừa gạt các cô gái nhỏ sao? kiều phượng nhi nổi giận. anh thấy như vậy không phụ lòng kiều tiểu thư à? kiều hoàng nhi cũng dùng ánh mắt tức tối nhìn hạ thiên. ngay cả ánh mắt của liễu vân mạn cũng biến đổi. mà tôn hình hình thì không cảm thấy quái lạ. trước đó vương kiệt phải nói mình có một cô em gái rất xinh đẹp, như vậy hạ thiên mới nhận vương kiệt làm tiểu đệ. hạ thiên cảm thấy mình rất vô tội, hắn không lừa gạt thanh thanh hắn không thu đồ đệ võ công cũng chỉ dạy cho vợ mà thôi này chị kiều chị là vợ của đại hiệp sao triệu thanh thanh lập tức có phản ứng ngay sau đó dùng giọng hưng phấn hỏi chị kiều đại hiệp có dạy võ cho chị không kiều tiểu kiều khẽ cười nàng lắc đầu chị không thích luyện võ không phải đấy chứ triệu thanh thanh nói với vẻ mặt tiếc hận chị kiều chị có cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt đúng là lãng phí ánh mắt Triệu Thanh Thanh chợt xoay động, nàng nhanh chóng đứng lên chạy đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, bộ dạng rất nỉnh hót. Chị Kiều, không bằng chị em mình thương lược, chị cho em cơ hội học võ nhé. Em đừng dụ khi Tiểu Kiều. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Dù Tiểu Kiều tình nguyện giúp em, anh cũng không dạy võ cho em. Này, Đại Hiệp, anh cũng đừng nên mất đạo lý như vậy chứ. Triệu Thanh Thanh rất bất mãn tôi chỉ muốn học võ mà thôi, anh làm khó tôi như vậy sao? Thật ra tư chất của em rất kém, dù anh có dạy thì em cũng không thể trở thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Hạ thiên lười biếng nói. Điều nào sao có thể? Triệu Thanh Thanh phản bác một cách không phục. Sư phụ dạy Tây Côn Đô nói em tư chất rất tốt, hai năm sau có thể tham gia thế vận hội, nhất định sẽ giành huy chương vàng. Đó là vì ánh mắt của sư phụ em quá kém, hơn nữa học loại võ tây côn đô vung tay múa chân này không cần gì tư chất. Hạ thiên không cho là đúng. Đại hiệp, tuy anh rất lợi hại nhưng cũng không thể xem thường tây côn đô như vậy. Nghe em nói này, những sư phụ tây côn đô của em đều ở bên ngoài, nếu bọn họ nghe được lời này của anh thì chắc chắn sẽ trở mặt. Triệu Thanh Thanh khẽ nói. Thằng nào ở bên kia mở mồm nói bậy. Cánh cửa phòng trượt mở ra, năm tên đàn ông tiến vào, phòng ăn chợt trở nên chen chúc. Triệu Thanh Thanh không khỏi thầm nói một câu. Mình đúng là mỏ quả đen. Không đợi Hạ Thiên đáp lời, Triệu Thanh Thanh vội vàng đứng lên ninh đón, cũng chào hỏi với người đàn ông trẻ tuổi đi đầu. Thầy Lục, sao anh lại vào đây? Vị được gọi là thầy Lục kia mặt một bộ quần áo thể thao bó sát người, giống như cố ý biển hiện dáng người, quá đẹp, mà bốn người phía sau lại mặc cùng một bộ trang phục, trước ngực có một hàng chữ lớn, thiên long đạo quán. Thanh Thanh, thầy thấy em vào chỗ này không ra, sợ em gặp chuyện không may, vì vậy mới cùng vào xem thế nào. Nào ngờ khi thầy đến cửa thì nghe thấy có người phỉ báng taekwondo là vung tay múa chân, vì vậy mới không nhịn được và phóng vào. Thầy Lục vốn rất tức giận, nhưng sau khi quét mắt một vòng thì chợt trở mặt, bộ dạng trở nên rất khách khí. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đột nhiên phát hiện ra trong phòng có một đám người đẹp, chân dài, không muốn mất mặt trước người đẹp. Thầy Lục, thật ra Đại Hiệp cũng chỉ nói đùa, các anh đến đây tìm làm em cảm thấy rất xấu hổ, chúng ta ra ngoài trước, món ăn bên kia có lẽ cũng đã được dọn ra rồi." Triệu Thanh Thanh vội vàng nói, nàng cũng không muốn nhóm sư phụ của mình có xung đột với Hạ Thiên. "Đại hiệp sao?" Thầy Lục nghe thấy Triệu Thanh Thanh xưng hô như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. "Thanh Thanh, chính hắn là tên cao thủ siêu cấp kia sao?" "À, thầy Lục, người ta đang dùng cơm, có việc gì nói sau." Triệu Thanh Thanh khẽ nói. Triệu Thanh Thanh dù không trả lời chính xác nhưng như vậy cũng là thừa nhận, hai ngày qua nàng khoác lác sung trời về cao thủ siêu cấp, tất nhiên vị thầy lục này sẽ không thoải mái. Mà bây giờ hắn phát hiện tiểu tử khốn kiếp kia ngồi ăn cùng năm người đẹp, vì vậy lại càng ghen ghét. Thì ra chú em chính là cái quái gì là, cao thủ võ lâm, hạ thiên, tôi là lục nhất long, là thầy dạy võ ở thiên long đạo quán. Đại hiệp này hình như rất xem thường taekwondo, không biết có thể luận bàn một chút được không? lục nhất minh nhìn chằm chằm vào hạ thiên bộ dạng giống như muốn gây sự vợ à em ăn đậu hũ đi có thể giữ được vẻ đẹp hạ thiên gắp một miếng đậu hũ đưa vào miệng kiều tiểu kiều hắn hoàn toàn không quan tâm tới lục nhất minh thầy lục thôi bỏ đi lần sau lần sau em sẽ mời đại hiệp đến thiên long đạo quán triệu thanh thanh vội vàng nói lục nhất minh rõ ràng không muốn rời khỏi đây hắn có chút tức giận nói hạ đại hiệp xem thường chúng tôi như vậy sao tôi đúng là xem thường các anh hạ thiên không quay đầu lại hắn gắp một miếng cá đưa vào miệng tôn hinh hinh chị hinh chị nên ăn nhiều cá gần đây chị cũng không ăn uống được nhiều nên bồi bổ lục nhất minh nghe mà cảm thấy kinh ngạc lời nói kia vốn chỉ dùng để khích tướng đối phương không ngờ hạ thiên thật sự đáp lại bằng một câu như vậy sau khi kinh ngạc thì lục nhất minh lập tức phẫn nộ này tên họ hạ người ta nể mặt mà không biết xấu hổ có bản lĩnh thì tự mình bước ra vợ à hắn nói anh nên ra ngoài chiến đấu hạ thiên cười hì hì nói với kiều tiểu kiều em nói anh nên làm gì tính làm gì cho mệt em chỉ muốn ăn một bữa thật ngon kiều tiểu kiều lắc đầu sau đó khẽ nói một câu vang ra vẫn là vợ hiểu anh lúc này anh cũng muốn như vậy hạ thiên xoay người đứng lên nhìn đám người lục nhất minh các anh hôm nay có may mắn lớn, vợ tôi tâm địa lương thiện, cho nên các anh không cần bị đánh, tôi muốn các anh ra khỏi phòng. Tiểu tử, làm người cũng đừng quá kiêu ngạo. Nghịa, mày muốn ăn đòn à? Này sư phụ, đánh nó đi. Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, không cần nể mặt thanh thanh. Bốn tên ở sau lưng lục nhất minh lập tức mắng lớn, đám người ra vẻ xoa tay múa chân, chỉ chờ Lục Nhất Minh mở miệng thì tất cả sẽ tiến lên đánh cho tên khốn không biết trời cao đất rộng và chiếm đoạt năm người đẹp thành đầu heo. Cũng khó thể trách bọn họ tức giận, năm người bọn họ cùng đi dùng cơm với Triệu Thanh Thanh, rõ ràng là năm người đàn ông và một người đẹp, nhưng người này lại một mình mang theo năm người đẹp, rõ ràng là không công bằng. Mà đáng hận chính là năm người đẹp kia còn mướt hơn Triệu Thanh Thanh rất nhiều đừng nói là tiểu tử này bây giờ rất bố láo, dù tiểu tử này thật thà nghiêm chỉnh thì cũng phải lấy cớ đánh cho bõ tức. Lục Nhất Minh lại càng tức, hắn đứng thẳng người nhìn vào Hạ Thiên, gọng nói mỉa mai. Tôi cũng muốn xem cậu làm sao cho tôi ra khỏi phòng. Lục Nhất Minh không ra tay trước, tất nhiên đã tính toán kỹ lưỡng. Đợi đến khi Hạ Thiên ra tay trước thì hắn có thể phản kích, đến lúc đó đả thương người cũng có thể nói với cảnh sát là mình đang phòng vệ, bọn họ cũng không phải gánh trách nhiệm. Lục Nhất Minh vừa dứt lời thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bổng, sau đó cả người bay lên, hắn phóng thẳng ra ngoài cửa rồi đập mình xuống nền đất. Không thể không nói Lục Nhất Minh tính toán rất kỹ, ít nhất hắn cũng có một điểm chính xác, đó chính là Hạ Thiên sẽ ra tay trước. Nhưng Lục Nhất Minh tính đầu nhưng không xem đuôi, hắn tính mình có thể phòng vệ, nhưng không tính đến vấn đề không có khả năng phòng vệ. Lục Nhất Minh bị ném ra và cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi còn chưa kịp đứng lên thì đã thấy có một người bay đến rồi đập lên người mình, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, sau đó lại là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Năm người bị ném chồng lên nhau, tất nhiên người xui xẻo nhất chính là Lục Nhất Minh bị đánh văng ra đầu tiên, hắn đã ngất xỉu. Mà may mắn nhất rõ ràng là tên bị ném ra lúc cuối cùng, hắn ngã trên đống nệm người, thậm chí còn không có cảm giác đau triệu thanh thanh trợn mắt há mồm nhìn vị sư phụ của mình và các sư huynh hội quán chơi trò phi thân một lúc sau mới giơ ngón tay cái với hạ thiên đại hiệp đúng là châu bò tôi nhất định phải bái anh làm thầy hạ thiên vỗ vỗ tay rồi ngồi xuống bên cạnh kiều tiểu kiều trông à ăn thịt gà đi kiều tiểu kiều gắp một miệng thị gà đưa vào trong miệng hạ thiên bộ dạng giống như muốn khao quân tôn hình hình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rõ ràng là phối hợp rất tuyệt. Thanh Thanh, nếu em muốn học võ của Hạ Thiên thì cũng đừng để cho mấy người bên ngoài quấy rầy chúng ta. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn Triệu Thanh Thanh nói, "Chị Kiều, chị nói thật sao?" Triệu Thanh Thanh chợt mừng rỡ, nàng không đợi Kiều Tiểu Kiều trả lời mà nhanh chóng chạy ra ngoài. "Em đi thu phục bọn họ trước đã." Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 54, qua cầu rút ván. Vài phút sau Triệu Thanh Thanh kích động quay về phòng. Chị Tiểu Kiều, em đã làm xong. Nhanh vậy sao? Kiều Tiểu Kiều có chút hiếu kỳ. Sao em có thể thu phục được bọn họ? Rất đơn giản, em gọi điện thoại để cảnh sát đến bắt cả bọn. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Tôn Hình Hình không khỏi có chút buồn bực. Bọn họ bị đánh, sao lại bị cảnh sát bắt? Rất đơn giản, em nói bọn họ sàm sỡ với em, sau đó cảnh sát tin ngay. Triệu Thanh Thanh có chút đắc ý. Lúc này Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được nữa, nàng nói. Lục Nhất Minh kia không phải là sư phụ của em sao? Em làm vậy không phải hại anh ta à? Bây giờ em có đại hiệp là sư phụ, tất nhiên sẽ không cần học Taekwondo. Triệu Thanh Thanh cảm thấy điều này là đương nhiên. Hơn nữa người này cả ngày cũng chỉ muốn sảm sỡ em, nếu không phải em thông minh thì đã bị hắn chiếm tiện nghi từ lâu rồi. Liễu Vân Mạn xem như đã rõ, thì ra nhà đầu này chuyên gia chơi trò qua sông rút ván. Anh trở thành sư phụ của em từ khi nào? Hạ Thiên không đồng ý. Vừa rồi chị Tiểu Kiều đã đồng ý. Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên không thừa nhận thì lập tức nôn nóng. Anh cũng không thể mất uy tín như vậy được. Em nói Tiểu Kiều đồng ý, cũng không phải anh đồng ý. Hơn nữa năng lực của em có vấn đề, vừa rồi Tiểu Kiều cũng còn chưa đồng ý với em, chỉ là muốn em đuổi mấy tên kia ra ngoài mà thôi." Hạ Thiên lười biếng nói, "Em ngốc như vậy, tư chất lại kém, sao có thể học võ công?" Triệu Thanh Thanh suy xét lại cẩn thận thì lập tức tỉnh mộng, nàng quay đầu nhìn Tiểu Kiều, vẻ mặt cầu xin. "Chị Tiểu Kiều, chị phải giúp em." "Thanh Thanh, đừng vội, chị sẽ thuyết phục chồng, em nhất định sẽ được học võ." Kiều Tiểu Kiều cười cười. "Trước tiên ăn uống cái đã, học võ công cũng phải đúng thời điểm." Vậy nhé. Chị Tiểu Kiều, chỉ có chị là tốt thôi. Triệu Thanh Thanh lập tức trở nên vui vẻ, trở mặt cực nhanh. Khi nhận được lời hứa hẹn của Kiều Tiểu Kiều thì Triệu Thanh Thanh rất vui sướng, sau đó bắt đầu lôi kéo làm quen với mọi người. "Chị à, chị tên gì?" "Liễu Vân Mạn sao? À, em đã từng nghe qua rồi, là người đẹp bác sĩ của bệnh viện phụ nhất, em thường xuyên đến bệnh viện đó đi dạo." "Còn chị, sao? Chị là bạn gái của đại hiệp không phải vợ Đại Hiệp là chị Tiểu Kiều sao? Đại Hiệp đúng là lợi hại, thê thiếp thành đàn mà vẫn bình yên vô sự. Còn hai chị là Phượng Nhi, Hoàng Nhi, hai chị là chị em ruột sao? Không phải đấy chứ, vậy các chị cũng là vợ của Đại Hiệp à? À, cũng không phải, cái gì, các chị là bảo vệ của chị Tiểu Kiều. Vậy các chị nhất định phải biết võ công chứ? Triệu Thanh Thanh giống như là một người có muôn vàn vấn đề, nàng liên tục đặt câu hỏi với các chị cuối cùng thì hứng thú của nàng mới rơi lên người kiều phượng nhi và kiều hoàng nhi sau đó cũng không ai đến quấy giày mọi người dùng cơm có một triệu thanh thanh dở hơi cười đùa ầm ĩ vì vậy mà không khí của bữa tối là rất tốt tất nhiên đối với hạ thiên thì triệu thanh thanh là một kẻ phá bính nhưng kiều phượng nhi và kiều hoàng nhi cũng là như vậy có thêm vài người nữa cũng không sao chị tiểu kiều chúng ta đi hát nhé sau khi cơm nước xong thì Triệu Thanh Thanh lại đề nghị với hào hứng bừng bừng, sau đó còn khoác lác. Em hát rất hay, người ta đều nói là Triệu Vũ Cơ thứ hai. Hạ Thiên lại được nghe đến Triệu Vũ Cơ, hắn không khỏi nhìn Triệu Thanh Thanh, thầm nghĩ nếu Triệu Vũ Cơ giống Triệu Thanh Thanh thì đúng là thiệt thòi chết người. Chị còn có việc, không đi được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Chồng, chị Hinh, mọi người đi đi, mọi người dẫn chồng đi chơi đùa cho vui. Tôi cũng không thể đi được, tối còn phải trực ban ở bệnh viện. Liễu Vân Mạn lắc đầu nói. Không ai đi được sao? Triệu Thanh Thanh có chút thất vọng. Chỉ còn lại ba người, đúng là không có ý nghĩa. Hạ Thiên, cậu có đi không? Nếu muốn thì chúng ta có thể gọi Phương Hiểu Như và tên mập đến chung vui. Tôn Hinh Hinh khẽ hỏi. Hát hò thú vị lắm sao? Hạ Thiên rất quan tâm đến vấn đề này. Rất vui. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng tiếp lời. Đại Hiệp, Đi thôi, đã lâu rồi em chưa được hát. Vậy thì được, chúng ta đi hát. Hạ Thiên xuống núi cũng chỉ vì Kiều Tiểu Kiều nói dưới núi rất vui, đáng tiếc là đến nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy gì vui, bây giờ nghe nói hát hò rất thú vị, như vậy phải đi xem thế nào. Được, em điện thoại đặt phòng trước. Triệu Thanh Thanh rất hưng phấn, nàng lấy điện thoại ra. Em nghe nói đêm gia nhân rất tốt, phải đến đêm gia nhân mới được. Đừng đến đó bây giờ nơi đó tạm đóng cửa rồi. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Sao, đóng cửa à? Triệu Thanh Thanh chợt sướng sờ. Sao em không biết, mà sao lại đóng cửa? Tối qua anh đã đập nát chỗ đó, tất nhiên phải đóng cửa. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Đúng rồi, lần trước anh có đến một quán karaoke tên là Thịnh Thế, chỗ đó rất rộng, vào đó cũng được. À, chỗ đó cũng rất tốt, em đặt phòng trước. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó nàng hưng phấn nói với Hạ Thiên: "Đại hiệp, đã có phòng, chúng ta đi thôi." Kiều Tiểu Kiều hình như có việc gấp, nàng dẫn theo Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đi trước, mà Liễu Vân Mạn thì chủ động đề nghị dùng xe đưa Hạ Thiên đến quán Thịnh Thế, Tôn Hinh Hinh mượn điện thoại của Liễu Vân Mạn gọi cho Phương Hiểu Như, hẹn gặp nhau ở quán Thịnh Thế. Khi Hạ Thiên mang theo Tôn Hinh Hinh và Triệu Thanh Thanh bước vào quán Thịnh Thế thì vẫn còn chưa tới 8 giờ tối. Vào thời điểm này thì cuộc sống về đêm vẫn còn chưa bắt đầu, tất nhiên quán thịnh thế cũng thưa khách, ít nhất cũng chưa ở vào tình trạng không còn phòng. Phương Kiệt và Phương Hiểu như còn chưa tới, Triệu Thanh Thanh đề nghị đi vào trong chờ, Hạ Thiên tất nhiên sẽ không có ý kiến. Một vị nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn ba người lên lầu 2, vì ít người nên Triệu Thanh Thanh chỉ đặt một phòng nhỏ ở cuối hành lang lầu 2. Triệu Thanh Thanh đi vào vung tay lên rất đĩnh đạc. Cho hai két bia, một chút hạt dưa, không có gì đừng tiến vào. Thanh Thanh, chúng ta chỉ có 5 người, uống nhiều như vậy làm gì? Tôn Hình Hình càng hoảng sợ, đáng lý ra chỉ gọi vài chai, gọi hai kết chia cho 5 người, như vậy cũng không tính là ít. Không có gì, một mình em cũng uống được vài chai rồi. Triệu Thanh Thanh ra vẻ không quan tâm, nàng kéo Tôn Hình Hình ngồi xuống. Chị Hình, chúng ta chọn bài cùng hát nhé. Em chọn trước đi, chị đi vệ sinh đã. Tôn Hình Hình cảm thấy có hơi đầy bụng, vì vậy đi ra ngoài trước. Đại Hiệp, anh hát bài gì? Triệu Thanh Thanh ở bên kia cầm lấy menu và hỏi thăm Hạ Thiên. Anh không biết hát. Hạ Thiên rất thành thật. Triệu Thanh Thanh có chút chóng mặt. Không phải đấy chứ, chẳng lẽ Đại Hiệp chẳng biết hát bài nào cả sao? Đúng vậy, trước nay chưa từng hát hò gì cả. Hạ Thiên cũng không sợ khi thừa nhận. Đại Hiệp, đến đây là phải hát, anh không biết hát thì đến làm gì triệu thanh thanh cảm thấy choáng váng là em nói nơi đây rất vui hạ thiên có chút mất hứng à được rồi anh là đại hiệp anh nói sao cũng được triệu thanh thanh quyết định không cùng tranh chấp với hạ thiên không biết hát cũng chẳng sao đại hiệp chúng ta cùng uống triệu thanh thanh bấm vài chục bài sau đó đi đến ngồi bên cạnh hạ thiên mở vài chai bia đại hiệp tuy anh không thu tôi làm đồ đệ nhưng vẫn phải uống rượu bái sư Ba ly, mọi người cùng uống. Triệu Thanh Thanh nói có thể uống, điều này là không giả, nàng uống ba ly mà không chớp mắt. Hạ Thiên cũng không từ chối, tuy hắn không biết hát nhưng uống bia thì chẳng là gì. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện cơn ác mộng kéo đến, Triệu Thanh Thanh uống bia, sau đó hát, tiếng hát thật sự đúng là. Triệu Vũ Cơ hát như bò giống thế này sao? Trước đó Hạ Thiên nghĩ rằng Triệu Vũ Cơ kia sẽ rất đẹp, vì hắn nghe nói đối phương là ngôi sao ca nhạc nếu ca sĩ hát như Triệu Thanh Thanh mà nổi tiếng thì nhất định phải đẹp. Triệu Thanh Thanh rõ ràng không ý thức được mình hát quá khó nghe, hơn nữa còn ví mình với Triệu Vũ Cơ, hát cực kỳ gióng giạc. Em đừng hát nữa được không? Cuối cùng Hạ Thiên cũng không thể nhịn được nữa. Rất khó nghe. Khó nghe sao? Thế nào là khó nghe? Triệu Thanh Thanh lập tức bất mãn. Đại Hiệp, tuy là Đại Hiệp nhưng cũng không thể nói lời bịa đặt như vậy. Em nổi tiếng là ngôi sao phòng karaoke, sao lại khó nghe cho được. Nhất định là trình độ thưởng thức của anh có vấn đề. Triệu Thanh Thanh khẳng định như vậy làm Hạ Thiên cảm thấy có chút do dự, hắn rất ít khi nghe ca nhạc, mà đây cũng là lần đầu tiên đi hát. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ trình độ của mình thật sự có vấn đề. Đối với em thì anh cảm thấy rất khó nghe. Hạ Thiên lầm bầm nói. Đại Hiệp, nếu anh cảm thấy em hát khó nghe thì anh hát xem nào. Triệu Thanh Thanh nói. Hạ Thiên lập tức bó tay, đây đúng là dở trò, hắn không biết hát, dù Triệu Thanh Thanh hát khó nghe thì cũng chỉ biết nghe mà thôi. Đợi chị Hinh vào là được. Hạ Thiên cảm thấy Tôn Hinh Hinh hát nhất định sẽ dễ nghe, nhưng hắn cảm thấy quái lạ, Tôn Hinh Hinh đi vệ sinh cũng quá lâu rồi. Này, chị Hinh sao còn chưa trở lại? Triệu Thanh Thanh lúc này cũng cảm thấy không đúng, nàng buông micro nói: "Để em vào nhà vệ sinh xem thế nào." Triệu Thanh Thanh nhanh chóng chạy ra một phút sau lại chạy về như gió. Đại Hiệp, không xong rồi, chị Hinh đang đánh nhau với người ta. Cái gì? Hạ Thiên chợt phóng ra cửa. Mang anh đi. Lúc này ở phòng vệ sinh cách lầu hai không xa có một đám người, Tôn Hinh Hinh bị vây ở bên trong, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn tên khốn đứng đối diện với mình. Người này toàn thân toàn mùi rượu, thân thể trao đảo giống như khó thể đứng vững. Bên cạnh người này còn có một tên cao lớn thô kịch, vẻ mặt hung tợn, đầu cạo bóng láng. Trên đầu tên này có một chiếc đèn chụp, ánh sáng chiếu lên đầu làm cái đầu bóng cực kỳ bắt mắt. Lúc này kẻ mở miệng là tên đầu bóng. Người đẹp, em đụng vào làm vương ca té ngã, bây giờ em phải cùng uống vài ly với vương ca, nói lời xin lỗi là được. Bây giờ em không nể mặt, biết nói sao bây giờ. Trường 55, Triệu Thanh Thanh hung hãn. Tôi đụng ngã anh ta hồi nào rõ ràng chính anh ta say rượu và ngã xuống, hơn nữa tôi từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, đúng lúc anh ta gục ở đây, chẳng lẽ anh ta muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Tôn Hình Hình tức giận phản bác, nàng 16 tuổi rời khỏi thôn lưu lạc vào thành phố, cũng coi như người có kiến thức rộng rãi. Lúc này tên mập không che giấu ánh mắt dâm dục khi nhìn mình, điều này nàng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, tất nhiên nàng cũng biết, nếu theo tên mập kia vào phòng tiếp rượu thì sau đó sẽ phát sinh việc gì, Điều này không cần nghĩ cũng biết. Trước kia Tôn Hinh Hinh gặp những sự việc thế này sẽ cố gắng trốn tránh, vừa rồi nàng cũng có thể nhanh chóng bỏ đi, nhưng từ sau buổi tối hôm qua đập phá ở đêm gia nhân thì tâm tình cũng sinh biến hóa. Nàng cảm thấy mình không thể luôn nhường nhịn, tất nhiên quan trọng nhất là Hạ Thiên đang ở đây, nàng không có gì phải sợ. "Người đẹp, em nói vậy rõ ràng là vô lý, lời nói của anh đầu bóng anh đây luôn đúng, nếu em nể mặt thì sau này chúng ta gặp mặt sẽ tốt hơn, nói cách khác" Tên đầu bóng không tiếp tục nói hết lời, nhưng lời nói rõ ràng có ý uy hiếp, chỉ cần không phải là người ngu thì đều có thể nghe rõ. Tôn Hinh Hinh còn chưa nói câu nào thì trong đám người có một tên tiến lên nói. "Anh đầu bóng, anh muốn đến gây sự ở địa bàn của báo ca sao?" Người mở miệng chính là Hắc Tam, hắn nhận được tin chạy đến và nhìn thấy tên đầu bóng thì không khỏi nhíu mày. Tên này cũng lăn lộn ở đây, hắn cùng báo ca thầm tranh giành địa bàn. Tất nhiên Hắc Tam sẽ cho rằng đối phương cố ý đến gây sự. Đáng lý ra hắn phải báo sự việc lần này cho báo ca, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Tôn Hinh Hinh. Sở trường đặc biệt của Hắc Tam là nhớ kỹ những người đã gặp, dù là người nào, chỉ cần hắn được thấy một lần thì sau đó có thể nhận ra ngay. Vì thế mà ngày hôm đó hắn có thể nhìn ra Hạ Thiên, bây giờ cũng có thể nhận ra Tôn Hinh Hinh, đây chính là bà chủ cửa hàng hoa đã hại hắn bị đánh một trận. Cô nàng này chính là một kẻ gây họa hắc tam có chút buồn bực đám người bọn họ đều bị đánh báo ca cũng mất mặt bị khám phá ra sự việc cắm sừng mãi đến bây giờ hắc tam cũng không nghĩ ra hạ thiên sao có thể biết được chuyện này bọn họ suốt ngày đi theo báo ca mà còn không thể biết được hắc tam thầm nghĩ phải đứng xa hạ thiên ra một chút nhưng không ngờ hạ thiên lại tặng hoa đến tận đây vì thế mà hắn không thể không đánh cho tên triệu tranh kia ngất xỉu điều này còn chưa tính bây giờ tôn hinh hinh lại xuất hiện ở đây lại còn gây ra chuyện Điều này không thể gọi là kẻ gây họa, phải nói là hồng nhan tai họa. Hắc Tam, hôm nay anh và Vương ca đến đây, chỗ này của các chú mở cửa kinh doanh, chẳng lẽ không đón khách sao? Tên đầu bóng cười ha hả, hắn dùng ánh mắt cố ý nhưng vô tình nhìn tên mập ở bên cạnh. Thì ra là đội trưởng Vương. Vẻ mặt Hắc Tam chợt biến đổi, hắn biết rõ chuyện đêm nay càng thêm phiền phức. Người trong giang hồ cũng không thiếu những lúc phải liên hệ với cảnh sát, quán thịnh thế nằm trong quận Đông thuộc địa phận cai quản của cảnh sát quận Đông. Mà tên mập này chính là đội phó đội trật tự xã hội Vương Kiếm của công an quận Đông, là kẻ phụ trách các khu căn chơi, nếu đắc tội với đối phương thì phiền phức lớn. Hắc Tam không biết tên đầu bóng làm sao có thể kéo Vương Kiếm đến đây, nhưng hắn có thể xác định đây không phải chuyện gì tốt đẹp. Mà càng phiền phức chính là Vương Kiếm bây giờ đang mượn rượu giả điên, rõ ràng vừa ý kẻ gây hỏa tôn hinh hinh. Nếu Hắc Tam giúp Vương Kiếm thì Hạ Thiên nhất định sẽ không để yên nhưng nếu giúp tôn hình hình thì lại rơi vào cái bẫy của tên đầu bóng. Hắc Tam, chú đã biết Vương Ca thì mọi chuyện dễ nói, bây giờ Vương Ca chỉ muốn người đẹp kia biết chút lễ phép mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, cậu quản làm gì. Tên đầu bóng lột ra hổ làm cờ, hắn dùng Vương Kiếm để uy hiếp Hắc Tam. Nếu không có Vương Kiếm ở đây thì Hắc Tam tuyệt đối không nể mặt tên đầu bóng, nhưng bây giờ Hắc Tam không dám đắc tội với Vương Kiếm. Tuy báo ca có quan hệ trong đồn cảnh sát, nhưng chỉ vì một người ngoài mà đắc tội với một kẻ địch lớn là không đáng. Hơn nữa Hắc Tam cảm thấy Hạ Thiên muốn tìm phiền phức thì cũng chỉ đến đổ tai họa lên đầu tên đầu bóng, không có liên quan gì đến mình, hắn có giúp Tôn Hinh Hinh hay không cũng chẳng sao. Tôn Tiểu Thư, cô nói lời xin lỗi đi. Hắc Tam nhìn Tôn Hinh Hinh, đồng thời cũng phân phó những nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Đưa vài ly đến đây, để Tôn Tiểu Thư cùng uống vài ly với đội trưởng Vương. Hắc Tam, Chú muốn làm gì vậy?" Tên đầu bóng nghe thấy Hắc Tam nói như vậy thì lập tức trở mặt, dù là tên ngốc cũng biết Vương Kiếm cũng không muốn đơn giản uống vài ly với Tôn Hinh Hinh. "Anh đầu bóng, vị Tôn tiểu thư này là người quen của tôi, mọi người cùng lùi một bước, làm gì phải tuyệt tình như vậy?" Tuy Hắc Tam không muốn đắc tội với Vương Kiếm nhưng cũng thật sự không nghĩ rằng nhượng bộ quá nhiều, vì điều này còn liên hệ đến mặt mũi của báo ca. Nếu hắn nhượng bộ quá phận thì sau này tên đầu bóng sẽ xua quân chiếm hết tất cả địa bàn ở đây. Khóe miệng tên đầu bóng lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn đến nói vài lời bên tai Vương Kiếm, sau đó Vương Kiếm quay đầu dùng ánh mắt không thiện cảm gì nhìn Hắc Tam. Cậu có tin tôi sẽ lập tức điều người đến đây không? Không tin." Có người nói. Vương Kiệt quay đầu lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp, hắn lập tức tức giận. "Em không tin sao? Bây giờ anh sẽ điện thoại ngay lập tức." Điện đi, nếu không thì sẽ là tên khốn kiếp. Cô gái bĩu môi nói. Được, chờ đấy. Vương kiếm nổi giận, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mang người đến quán thịnh thế. Vương kiếm cúp điện thoại thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô gái. Cứ đợi đấy. Này, biểu hiện của anh cũng không tệ, tôi sẽ cho anh mang họ của sư phụ tôi. Cô gái nở nụ cười xảo quyệt nói. Sư phụ của em. Vương Kiếm có chút say khướt, đầu óc đã hồ đồ. Sao anh phải mang họ sư phụ em? Vì sư phụ em họ hạ, bây giờ nếu anh mang họ sư phụ thì sẽ không giống người thường, không giống người thường. Cô gái nói xong thì cười ngặt nghẽo. Họ hạ, anh cũng không phải hạ kiếm, nhà đầu khốn kiếp, dám mắng anh à. Dù Vương Kiếm có uống rượu say cũng kịp phản ứng, mà đám người đứng ngoài xem cũng cười thành tiếng. Cười cái gì, tất cả im miệng lại, có tin tôi bắt hết tất cả các anh không?" Vương Kiếm nghiêm nghị quát. Vương Kiếm hét lên như vậy thì người chung quanh cũng yên tĩnh trở lại. "Không tin." Cô gái lại thốt ra một câu. "Tiểu thư, cô đang làm gì ở đây vậy? Cô đã hại chúng tôi rồi, cô có biết không?" Hắc Tam có chút tức giận, nhà đầu này từ đâu tới, sao lại muốn gây khó khăn cho Vương Kiếm? Còn chưa tính vấn đề cô gái này gây khó cho Vương Kiếm, hơn nữa còn ép đối phương phải gọi điện về để cảnh sát kéo đến tất nhiên quán thịnh thế sẽ gặp phải chuyện không may. Tôi biết rồi. Cô gái cười hì hì, câu nói tiếp theo lại làm cho Hắc Tam tức lộn ruột. Tôi cố ý như vậy. Cô đến quấy rối sao? Hắc Tam chừng mắt nhìn cô gái. Rốt cuộc cô là ai? Bà nữ hiệp không có tâm tình quấy rối, tôi đến để hát, nhưng các anh có thể làm bảo vệ được nữa sao? Sư nương của tôi bị người khác ức hiếp, anh không giúp đỡ, lại còn bắt sư nương tôi phải nhận lỗi các anh là bảo vệ mà không phụ trách an toàn cho khách rõ ràng là vô dụng vì vậy nên cho cảnh sát đi qua thì hay hơn cô gái nói với lời lẽ rất hùng hồn hắc tam cảm thấy rất khó hiểu mình đã hỗ trợ mà đối phương còn nói như vậy sao chẳng lẽ hắn phải đánh văng vương kiếm và tên đầu bóng ra ngoài tuy hắc tam có vài tên thủ hạ nhưng nói trắng ra chỉ là lưu manh sao có thể chống đối với đội trưởng cảnh sát như vương kiếm cô gái không tiếp tục nói với hắc tam Nàng trừng mắt nhìn Vương Kiếm và tên đầu bóng. "Này, tôi cảnh cáo hai người, nên đứng cách xa sư nương ra một chút, nếu không bổn nữ hiệp sẽ đánh người." Cô gái tự xưng mình là nữ hiệp tất nhiên là Triệu Thanh Thanh, sau khi kéo Hạ Thiên đến thì nói tự mình nhận vụ này, vì thế Hạ Thiên cũng chỉ biết vui vẻ ở bên cạnh xem kịch hay. "Em gái, em cũng biết đánh đấm sao?" Tên đầu bóng nhìn vào ngực Triệu Thanh Thanh. "Nếu em muốn đánh thì chúng ta nên đổi địa điểm." hai ta lên giường đánh nhau nhé hư hạ lưu triệu thanh thanh tức giận nàng lập tức vung chân đá tới á à, tên đầu bóng hét lên một tiếng thảm thiết hắn dùng hai tay bụng lấy đúng quần đau đến mức khó thở hắc tam không khỏi há hốc mồm nhà đầu quấy rối này cũng không phải chỉ là mạnh mẽ bình thường một đá trực tiếp trúng gậy sắt của tên đầu bóng có thể nói là đoạn tuyển đường con cháu con khốn tên đầu bóng muốn mở miệng mắng nhưng lại hét lên thảm thiết á à, triệu thanh thanh lại tung một đá lần này chúng ngay cái đầu bóng ngay cả hạ thiên ở bên cạnh cũng nhịn không được phải tán thưởng liên hoàn cước của triệu thanh thanh là khá tốt tên đầu bóng chết bầm cho người biết tay dám sàm sỡ với bà này thì lưu manh này thì cưỡng gian triệu thanh thanh tay đấm chân đá vừa ránh vừa mắng bộ dạng giống như rất uất ức hắc tam ở bên cạnh trợn mắt há mồm dù hắn không thích tên đầu bóng nhưng cũng muốn đứng ra nói vài lời, đối phương sảm sỡ nhà đầu kia sao. Đừng nói là sảm sỡ, thậm chí còn chưa đụng đến người. Tên đầu bóng đáng thương bị Triệu Thanh Thanh đánh như heo, cuối cùng cũng ngã xuống đất không thể đứng lên, mà Triệu Thanh Thanh vẫn còn chưa hết tức, nàng tiếp tục dùng liên hoàn cước phục vụ cho Vương Kiếm. Vương Kiếm đã uống đến mức say khướt, tất nhiên Triệu Thanh Thanh chỉ cho hai đá là nằm im trên mặt đất. Hắc Tam lúc này thật sự bội phục Triệu Thanh Thanh, hắn đã từng gặp qua khá nhiều người mạnh mẽ, nhưng là lần đầu tiên gặp được một tiểu nha đầu như thế này. Tên đầu bóng này tốt xấu gì cũng có vài chục thuộc hạ, nhưng vương kiếm là đội phó đội trật tự xã hội cũng bị đánh ngã, nhà đầu kia đúng là quá mạnh, Hắc Tam cảm thấy nếu không có gan thì ít nhất cũng chẳng dám ra tay trước mặt mọi người. Sau 10 phút đồng hồ, một đám cảnh sát xông đến hiện trường, lúc này vương kiếm đã bầm dập nằm trên mặt đất, mà bên cạnh chính là một cô gái mặc đồ thể thao. Khi thấy đám cảnh sát thì cô gái vẫy tay. "Này, các anh đến rồi à, đội trưởng các anh bị tôi đánh, mau khiêng đi." Chương 56: Tính toán của đinh báo. Đánh một cảnh sát đến mức độ thế này thì người ra tay phải thế nào, chẳng lẽ là con nhà quan lớn? Nếu không sao đánh xong còn giả vờ như không có gì xảy ra. Cảnh sát không biết, Hắc Tam cũng không hiểu, cô gái khủng bố kia đánh người xong còn ở lại chờ mà không có ý nghĩ chạy trốn, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. Đại ca, chị dâu, mọi người đến để hát hay để đánh nhau vậy? Vương Kiệt hỏi với vẻ mặt đau khổ, hắn và Phương Hiểu như chạy đến đây thì nhìn thấy cảnh tượng người ngã xe đổ, hắn đoán đại ca có hơn phân nửa là vừa đánh người. Vương Kiệt cũng không ngờ lúc này Hạ Thiên không đánh người, tất cả đều do cô gái có giấc mơ làm nữ hiệp Triệu Thanh Thanh gây ra. Sư phụ, sư nương, các người vào hát đi, tôi không có gì đâu. Triệu Thanh Thanh đĩnh đạc nói. Hắc Tam Rốt cuộc ở đây có chuyện gì xảy ra? Một cảnh sát hỏi, hai người này sàm sỡ với tôi, vì vậy tôi phải đánh, chỉ đơn giản như vậy thôi." Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói. "Nếu đã như vậy thì theo chúng tôi về đồn một chuyến." Tên cảnh sát này cũng không biết Triệu Thanh Thanh có địa vị gì, vì thế cũng không dám dùng từ sằng bậy, giọng điệu rất khách khí. "Chú cảnh sát, không cần vào trong đồn đấy chứ?" Triệu Thanh Thanh cười hì hì nói gương mặt tên cảnh sát chợt xám đen, hắn mới 25, nhà đầu kia dám gọi mình là chú cảnh sát sao? Tóm lại cần phải về đồn nói rõ tình huống. Tên cảnh sát có chút tức giận, tuy bọn họ nhận được lệnh phải đến đây nhưng người hạ lệnh lại bị đánh, tất nhiên lúc này không cần phải thực hiện mệnh lệnh trước đó. Trước tiên phải giải quyết chuyện này trước, dù sao quán karaoke này cũng không mọc chân chạy đi được, bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý. À, thế này, thật ra tôi luôn là một cô gái biết làm việc theo pháp luật, cho nên vừa rồi khi ra tay đánh người thì đã nghĩ rằng mình phạm vào tội cố ý đả thương người. Sau đó thì sao, tôi phải chủ động nói rõ với đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố. Trên mặt Triệu Thanh Thanh là nụ cười xảo quyệt, sau đó nàng chỉ tay vào một vị cảnh sát ở sau lưng. À, vị cảnh sát hình sự này sẽ đến đưa tôi đi. Triệu Thanh Thanh nói lời này hoàn toàn là thật, mọi người quay đầu thì nhìn thấy một nữ cảnh sát chân dài cực kỳ khiêu gợi, đó chính là người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lẫy giang hải. Tôi là lãnh băng băng của đại đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố, người này tôi phải đưa đi, nếu có việc cứ đến tìm tôi. Lãnh băng băng chỉ nói một câu như vậy rồi dẫn Triệu Thanh Thanh bỏ đi. Sư phụ, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Trước khi đi Triệu Thanh Thanh còn nói một câu với Hạ Thiên. Tôi đã thanh toán tiền, mọi người cứ vui chơi thoải mái, đừng quá lãng phí. Mà hai tên cảnh sát chạy đến quán thịnh thế lại đưa mắt nhìn nhau, nhà đầu kia ra chiêu như vậy thì bọn họ tuyệt đối không dám nhúng tay. Lúc này bọn họ biết nhà đầu kia có quan hệ mật thiết với người đẹp băng giá, mà hai người không dám đắc tội với người đẹp băng giá, vì vậy phải đợi Vương kiếm tỉnh lại rồi nói sau. Trước tiên đưa đội trưởng Vương vào bệnh viện cái đã. Một cảnh sát phất tay, đám người lập tức rút lui, quán thịnh thế tránh khỏi một tai họa. Cô gái kia rất tốt. Vương Kiệt nhìn bóng lưng Triệu Thanh Thanh rồi thầm nói một câu. Hạ Thiên thì đang nhìn bóng hình của lãnh băng băng, hắn lầm bầm. Cảnh sát tỉ tỉ hình như càng ngày càng hấp dẫn. Có hát nữa không? Phương hiểu như không nhịn được phải hỏi một câu. Hát chứ, chúng ta tiếp tục. Hạ Thiên lập tức phục hồi tinh thần, hắn kéo tôn hình hình vào phòng. Lúc này Hạ Thiên mới chợt hiểu ra, không phải trình độ thưởng thức của mình quá kém, căn bản là Triệu Thanh Thanh hát quá khó nghe. Khi đám người Hạ Thiên còn đang cụm bia ca hát thì Hắc Tam đi vào một gian phòng ở lầu ba, lúc này Đinh Báo đang ôm một người đẹp, một tay đã biến mất trong quần áo của cô gái, bàn tay liên tục ngọ nguậy làm người đẹp vặn vẹo như tôm. Đinh Báo thật ra cũng là một người đàn ông không quá tệ, khi mới bắt đầu lăn lộn giang hồ thì đã ở cùng Trương Ngọc Phân. Sau đó Đinh Báo ngày càng có địa vị, khi người nào cũng gọi hắn là Báo Ca thì vẫn không vứt bỏ Trương Ngọc Phân. Dù lúc này hắn có thể tìm được những cô gái trẻ đẹp hơn Trương Ngọc Phân rất nhiều lần, nhưng mấy năm nay hắn vẫn không từ bỏ người đàn bà của mình, là một đại ca mà giống như Đinh Báo thì rất hiếm thấy. Nhưng đau đớn chính là đàn ông tốt thường bị cắm sừng, vì thế bây giờ bên cạnh Đinh Báo không thiếu các em trẻ đẹp. Khi thấy Hắc Tam tiến vào thì Đinh Báo thả người đẹp trong lòng ra, mà người đẹp cũng thức thời đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Hắc Tam và Đinh Báo. "Báo ca, tên đầu bóng kia muốn chơi chúng ta?" Hắc Tam có chút tức giận. Dù tối nay không có tôn hình hình thì sợ rằng hắn sẽ tìm một cái cớ khác, mục đích chính là dùng vương kiếm để đối phó với chúng ta. Anh biết rồi. Ninh báo gật đầu, hắn biết rõ sự việc vừa phát sinh, nhưng hắn chỉ ở bên cạnh quan sát mà không ra mặt. Báo ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Vương kiếm xảy ra chuyện ở địa bàn của chúng ta, dù không liên quan đến chúng ta nhưng sợ rằng hắn vẫn ôm hận. Hơn nữa tên đầu bóng trước nay luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, sợ rằng lần này hắn khó thể bỏ qua cơ hội tốt. Hắc Tam dùng giọng có chút lo lắng nói. Đinh báo trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ dựa. Báo ca, ai mà chẳng muốn tìm một chỗ dựa, nhưng có thể tìm được một chỗ dựa chính thức thì không dễ dàng. Hắc Tam thở dài, bọn họ bình thường cũng dựa vào cảnh sát, đây chính là chỗ dựa của thế lực nhỏ, nhưng việc nhỏ cảnh sát có thể ra mặt hòa giải nhưng chuyện lớn sẽ không nhúng tay nhưng khốn nổi những chỗ dựa mạnh lại chướng mắt với những nhân vật còn con như bọn họ nói trắng ra bọn họ chỉ là một đám lưu manh không được người ta coi trọng Nhà đầu đánh tên đầu bóng tên gì đinh báo suy nghĩ rồi hỏi không biết hắc tam lắc đầu cô ấy có chút địa vị nhưng sợ rằng sẽ chướng mắt với chúng ta đinh báo có chút bất đắc dĩ những năm gần đây muốn dựa vào người khác thì phải làm sao cho người ta để ý mới được đúng vậy nghe nói hậu trường của người đẹp băng giá rất cứng nhà đầu kia lại quen biết rất sâu với người đẹp băng giá hắc tam nói xem ra chỉ có thể đi gặp hắn đinh báo đứng lên nói có lẽ bây giờ hắn cần người hỗ trợ báo ca anh nhắc đến ai vậy hắc tam có chút mơ hồ đinh báo chậm rãi nói ra một cái tên hạ thiên hắn sao hắc tam có chút buồn bực báo ca hắn chỉ có thể đánh đấm mà thôi anh không đáng khi đem theo nhiều huynh đệ như vậy để dựa vào hắn nếu nói về vấn đề dựa dẫm hắn ta là người dựa vào chúng ta mới đúng vài ngày trước anh cũng nghĩ như vậy đinh báo lắc đầu nhưng tối qua anh cũng có mặt ở đêm giai nhân chắc chú còn chưa biết có chuyện phát sinh ở đêm giai nhân tối qua chứ đêm giai nhân sao hắc tam lắc đầu không nghe được tin tức gì về sự kiện này dù có người cố gắng để những ảnh hưởng của sự kiện kia thu nhỏ lại nhưng ngày hôm qua anh lại tận mắt chứng kiến đinh báo nhớ lại chuyện tối qua giống như vẫn còn chút rung động tối qua hạ thiên đập nát đêm gia nhân còn đánh cho cao danh dương hôn mê phải đưa vào bệnh viện anh vốn nghĩ rằng hạ thiên sẽ không thể nào ra khỏi đồn cảnh sát không ngờ tối nay hắn vẫn có thể đến đây hát karaoke hắc tam lập tức ngây người cao danh dương là ai thì hắn biết rõ ràng báo ca chẳng lẽ địa vị của Hạ Thiên còn cao hơn cả Cao Danh Dương? Hắc Tam nhịn không được phải hỏi. Anh cũng đã điều tra, Hạ Thiên hình như không có địa vị gì nhưng chắc chắn có một vài chuyện mà chúng ta không thể điều tra ra được. Anh chỉ biết tối qua hắn ta đập phá đêm gia nhân thì có tôn hình hình ra mặt hỗ trợ, anh nghĩ hắn ta nhất định cần có người làm vài công việc nặng nhọc. Đinh báo chậm rãi nói. Đối với chúng ta thì đây là cơ hội hiếm có. Báo ca, em thấy anh hình như đã hạ quyết tâm hắc tam khẽ nói không sai anh muốn đánh cuộc một lần nếu thành công thì đinh báo anh sẽ chính thức thành đạt trong mắt đinh báo bùng lên một tia cuồng nhiệt người thiếu niên kia rất bình thường nhưng luôn tạo ra cho hắn cảm giác thần bí ví dụ như đối phương chỉ cần liếc mắt là phát hiện trương ngọc phân phản bội đinh báo thậm chí còn nói rõ thời gian quan hệ điều này người thường tuyệt đối không làm được đánh cuộc thì đánh cuộc nhưng như vậy không phải là đánh cuộc sao em hỏi anh yêu em thế nào Vương Kiếm đang tận tình diễn tấu trong phòng, đáng tiếc là người đẹp trước mặt hắn lại không nghe lời thổ lộ. Tôn Hinh Hinh không thích hát nhưng hát rất hay, mà Phương Hiểu Như thì hình như cũng không quá hứng thú, cuối cùng Vương Kiệt phải tự mình thực hiện lai sâu. "Chị Hinh, chúng ta uống một ly." Hạ Thiên mời rượu, hắn cố ý làm cho Tôn Hinh Hinh quá chén, trước đó Triệu Thanh Thanh khui vài chai bia nhưng bây giờ vẫn còn chưa uống xong. "Tiểu Sắc Lang, cậu muốn chị quá chén để làm chuyện xấu phải không?" Gương mặt Tôn Hinh Hinh đỏ hồng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. "Chị Hinh, em nào có ý nghĩ xấu, chẳng qua chỉ muốn chị uống nhiều rượu, sau đó sẽ giúp chị tắm rửa." Hạ Thiên nói bằng giọng rất vô tội. "Hạ Thiên, anh đúng là sắc lang." Phương Hiểu như xen vào một câu, đối phương có suy nghĩ muốn lột Trần Tôn Hinh Hinh để tắm rửa, như vậy không phải chuyện xấu sao? Hơn nữa một người đẹp bị cưới Trần Như Nhục, chẳng lẽ lúc đó Hạ Thiên chỉ đơn thuần giúp đỡ tắm rửa thôi sao? tiểu sắc lang tôi không cần cậu tắm rửa tôn hình hình gắt giọng nàng lại nâng ly lên uống cạn tôi giúp chị cởi quần áo cũng được hạ thiên bắt đầu cò kè mặc cả tôn hình hình nhịn không được phải véo đùi hạ thiên tôi cũng không nhờ cậu cởi quần áo tôi giúp chị mặc quần áo cũng được hạ thiên có chút tức giận cũng không được tôn hình hình liếc mắt nhìn hạ thiên tiểu sắc lang này hình như rất nhớ thương quần áo của mình đúng lúc này cửa phòng mở ra có vài người đi vào. Đại ca, anh đến chỗ này chơi sao không nói với tôi một tiếng? Người lên tiếng là Đinh Báo, hắn đi đến trước mặt Hạ Thiên, bộ dạng như rất quen thuộc. Người đâu, nhanh chóng thu dọn phòng VIP, sao có thể đặt đại ca ở trong một căn phòng nhỏ thế này? Vâng, báo ca. Hai tên đứng sau lưng Đinh Báo lập tức lên tiếng, sau đó cả hai nhanh chóng bỏ đi. Đại ca, gian phòng này quá nhỏ, uất ức cho anh rồi, để tôi đưa anh đến phòng khác. Đinh Báo dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. chương 57, tiểu đệ của tên Mập. Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Đinh Báo, một lúc sau mới nói một câu. À, tôi có quen anh, hình như anh là Đinh Báo, là anh chồng của tên Trương Đại Trụ. Đinh Báo vuốt mông ngựa mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Chí nhớ của đại ca rất tốt, đại ca không biết đấy thôi, tôi đã chia tay với Trương Ngọc Phân, cũng không còn quan hệ gì với tên khốn Trương Đại Trụ. Tôi cũng dám cam đoan, sau này trương đại trụ sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt của chị dâu sau khi nói hết lời nịnh hót hạ thiên thì đinh báo lại dùng giọng cung kính nói với tôn hình hình chị dâu lúc nãy tôi ở bên ngoài nghe nói có vài tên bất kính với chị tôi lập tức quay về đáng tiếc là đám khốn kiếp kia đã bỏ đi nhưng chị dâu cứ yên tâm chỉ cần chị nói một câu thì tôi sẽ lập tức đi dạy bảo cho đám người kia một bài học dù sao cũng chỉ mới gặp mặt nhau vài ngày trước tất nhiên tôn hình hình có thể nhận ra đinh báo nàng cũng biết Đinh Báo là đại ca giang hồ, cũng có không ít thủ hạ và tiểu đệ. Bây giờ nàng thấy Đinh Báo khách khí với mình, tuy điều này có liên quan đến Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy khó thể thích ứng. Tôn Hinh Hinh lúc này mới mở miệng nói. Không cần, Thanh Thanh đã dạy bảo bọn họ rồi. Nếu chị dâu đã nói như vậy thì coi như đám người kia gặp may, tạm thời bỏ qua cho bọn họ cũng được. Đinh báo thầm thở vào một hơi, nếu lỡ may tôn hình hình thật sự bắt hắn phải đi dạy bảo cho đám vương kiếm và tên đầu bóng kia một bài học hắn chắc chắn cũng không biết phải làm sao cho tốt báo ca phòng vip đã chuẩn bị xong ngoài cửa truyền đến một âm thanh đại ca chúng tôi đã chuẩn bị phòng bên kia nơi đây quá nhỏ không phù hợp với thân phận của anh ninh báo vội vàng nói với hạ thiên không cần thay đổi chúng tôi chỉ có bốn người ở đây là đủ rồi hạ thiên lại lắc đầu hắn không nghĩ sẽ đổi phòng, nếu phòng quá lớn cũng không thể ngồi gần tôn hình hình như lúc này, mà như vậy muốn chiếm tiện nghi cũng không được thuận tiện. Đúng vậy, chỗ này rất tốt. Tôn hình hình ở bên cạnh cũng phụ họa. Nếu đại ca và chị dâu đã nói như vậy thì không cần phải đổi. Đinh báo cười cười, sau đó hắn rót cho mình một ly bia nói. Đại ca, chị dâu, tôi mời anh chị một ly. Đinh báo nâng ly lên cạn sạch, hạ thiên không uống, hắn chỉ nhìn đinh báo nói chúng ta cũng không tính là quen thuộc, anh đột nhiên đến và khách khí như vậy xem ra cũng không có chuyện gì tốt. Anh nói đi, anh muốn gì? Tôi là người thích trực tiếp, không thích đi lòng vòng. Đại ca, tiểu đệ rất bội phục anh, nếu đại ca không chê thì tiểu đệ hy vọng sau này có thể theo anh làm việc. Đinh báo hạ giọng nói. Anh muốn theo tôi làm việc. Hạ thiên nhíu mày. Tôi cũng không có chuyện gì cần anh làm cả. Này, đại ca, đại ca, vị báo ca này muốn giống em, muốn làm tiểu đệ của anh. Vương Kiệt vội vàng xen vào một câu, tiểu tử này ngồi ở bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Đinh Báo. Là như vậy sao? Hạ Thiên giống như đã hiểu ra. Đúng vậy, đại ca, mong anh thu nhận tôi, sau này tôi và anh em thủ hạ sẽ để mặc đại ca anh ra roi dạy bảo. Đinh Báo cũng không che giấu. Tôi biết ngay là không có gì tốt. Hạ Thiên có chút mất hứng anh cho rằng dễ làm tiểu đệ của tôi như vậy sao? Tôi hỏi anh, anh có em gái xinh đẹp không? Điều này, không có. Đinh báo có chút ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu. À, con gái xinh đẹp. Hạ Thiên lại hỏi. À, cũng không có. Đinh báo có chút mơ hồ, hỏi những vấn đề này làm gì? Ôi, vậy thì tôi nói cho anh biết, nếu tên mập này không nói có một đứa em gái xinh đẹp như triệu vũ cơ thì tôi sẽ không nhận làm tiểu đệ anh không có em gái xinh đẹp không có con gái xinh đẹp sao tôi phải nhận anh làm tiểu đệ hạ thiên có chút không vui người này là thế nào không có chút điểm tốt cho mình mà muốn làm tiểu đệ sao đinh báo có chút buồn bực thì ra người này là đại sắc quỷ nhưng hắn không có em gái xinh đẹp thì cũng chỉ trách cha mẹ không sinh em gái không có con gái xinh đẹp thì chỉ biết trách vợ đây cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định được điều này đại ca em thật sự có thành ý Đinh Báo nhìn Tôn Hinh Hinh, hắn thầm nghĩ đây không phải là một người đẹp sao? "Đại ca, em cảm thấy báo ca rất có thành ý." Vương Kiệt ở bên cạnh chen vào. Đinh Báo không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Kiệt, tên mập này khá tốt. Tất nhiên hắn không biết suy nghĩ của tên mập, nếu có thêm một người như Đinh Báo làm tiểu đệ của Hạ Thiên, như vậy hắn là một tiểu đệ của Hạ Thiên sẽ uy phong hơn nhiều. "Nếu chú thích thì thu anh ấy làm tiểu đệ đi." Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên nói ra những lời này thì Đinh Báo và Vương Kiệt cùng sướng sờ. Đinh Báo nhìn Vương Kiệt mà trong lòng có chút khó chịu, mình cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, chẳng lẽ phải nhận tên mập không chút bối cảnh này làm đại ca sao? Vương Kiệt có chút hưng phấn, nếu thu nhận Đinh Báo làm tiểu đệ thì hắn sẽ trở thành một kẻ châu bò. Khi thấy bộ dạng do dự của Đinh Báo thì Vương Kiệt có chút bất mãn. Thế nào, báo ca xem thường ta sao? Tôi đây là tiểu đệ thiên hạ đệ nhất của đại ca hơn nữa còn là độc nhất vô nhị vương kiệt nói ra những lời này lập tức làm đinh báo cảm nhận được tinh túy đúng vậy sao hắn không nghĩ tới điều này nếu tên mập này là tiểu đệ của hạ thiên như vậy hắn sẽ là tiểu đệ của tên mập đây chẳng khác nào làm tiểu đệ của hạ thiên bản chất là giống nhau mập ca hiểu lầm rồi đinh báo vội vàng nở nụ cười tôi chỉ sợ mập ca không chịu mà thôi đừng gọi tôi là mập ca tôi là vương kiệt sau này phải gọi là kiệt ca Vương Kiệt ra vẻ cực kỳ hùng mạnh. Vâng, Kiệt ca. Ninh báo vội vàng đổi giọng. À, điều này, à báo, chúng ta ra ngoài tâm sự, không cần phải quấy giày đại ca và chị dâu. Ánh mắt Phương Kiệt chợt xoay chuyển, hắn bắt chuyện với đinh báo, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu, khoảnh khắc này khí chất chợt biến đổi. Vâng, Kiệt ca. Ninh báo vội vàng đi theo ra ngoài. Phương hiểu như thì trợn mắt há mồm, kẻ vừa mới mở mồm là Vương Kiệt thật sao? Chị Hinh, chúng ta tiếp tục uống. Hạ Thiên cũng không quan tâm vấn đề này, hắn chỉ mong sao Tôn Hinh Hinh tiếp tục quá chén. Vương Kiệt từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan trò giỏi, trước nay cũng chưa từng lăn lộn giang hồ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không biết điều gì trong giang hồ, ít nhất cũng biết được vài nẻo thông qua phim ảnh. Thường thì đám đại ca giang hồ đều đưa theo một phái đoàn đàn em cực kỳ uy phong, tất nhiên điều này làm hắn cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng sẽ dắt theo một nhóm đàn em tiến vào các nơi xa hoa. Nghe nói đàn ông đều có dã tâm nhưng không có cơ hội áp dụng mà thôi, Vương Kiệt cảm thấy mình đúng là loại người này. Tuy hắn tự cho mình là thiên tài máy tính, nhưng trên đời này máy tính như rác ngoài đường, những kẻ thiên tài như hắn cũng nhiều chẳng khác nào xe chở rác. Hắn không có bối cảnh ra thế, vì vậy mà không giữ được bạn gái của mình, tuy hắn thường an ủi chính mình, nhưng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, Điều này quá bình thường, nhưng nếu người phụ nữ của mình bị cướp đi mà không tức giận thì còn là đàn ông sao? Khi Vương Kiệt dày mặt bái Hạ Thiên làm đại ca cũng chẳng có mục đích gì cả, chẳng qua đàn ông đều có giấc mộng võ hiệp, lúc đó hắn chẳng qua muốn học chút võ công của Hạ Thiên mà thôi. Tuy những năm gần đây đánh đấm chẳng được coi là gì nhưng nếu đúng lúc có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, rõ ràng có thể chiếm được ưu thế trong lòng thiếu nữ. Tuy đến bây giờ Hạ Thiên vẫn chưa chịu dạy võ cho Vương Kiệt nhưng Vương Kiệt vẫn thấy vị đại ca này không tệ, ít nhất cũng giúp hắn dạy bảo Tô Tử Cường. Hơn nữa hắn còn cảm thấy đại ca của mình có nhân duyên với người đẹp, mới vài ngày đã nắm được vài người đẹp hồng nhan họa thủy, còn có cả vợ là kiều tiểu kiều giàu có khủng bố, tất nhiên điều này làm hắn cảm thấy đi theo vị đại ca thế này rất có tương lai. Vương Kiệt tin chỉ cần đi theo Hạ Thiên thì tiền tài và người đẹp sẽ cuồn cuộn tiến đến, mà điều hắn cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Vì thế khi Hạ Thiên thuận miệng cho phép Vương Kiệt thu nhận Đinh Báo là tiểu đệ, Vương Kiệt đã biết cơ hội của mình đang đến, giá trị một tiểu đệ của Hạ Thiên cuối cùng cũng thể hiện ra. "Kiệt ca, anh có gì cần phân phó sao?" Giọng nói của Đinh Báo vang lên làm Vương Kiệt giật mình thức tỉnh. Dưới ánh đèn u ám trong quán karaoke, Vương Kiệt nhìn Đinh Báo mà ít nhiều cũng sinh ra cảm giác đang nằm mơ, nhưng hắn cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết Đinh Báo khách khí với mình chẳng qua chỉ vì Hạ Thiên. Hắn cũng chỉ mượn thế của Hạ Thiên mà thôi, nếu hắn muốn đinh báo tiếp tục khách khí thì phải tiến hành phương pháp dựa thế cho tốt. A à báo, chú bao nhiêu tuổi rồi? Vương Kiệt ho khan một tiếng, cố gắng làm cho chính mình trở nên tự nhiên, bây giờ hắn là đại ca, phải có phong độ. Kiệt ca, em vừa tròn 30. Đinh báo không biết đại ca mập muốn làm gì, nhưng hắn vẫn trả lời thành thật. Không nhìn thầy chùa thì phải xem mặt Phật, hắn phải khách khí mới tốt. Mới 30 thôi à? rất tốt, tiểu tử chú còn khá trẻ, có tương lai phát triển. Vương Kiệt Hắng giọng nói, cảm ơn Kiệt ca khích lệ. Đinh báo dùng giọng khách khí nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Ông đây còn trẻ sao? Chú em mới trẻ, gọi anh là tiểu tử thì không biết chú em là gì nữa. À, thế này, trước tiên chú nói rõ tình huống của mình đi. Vương Kiệt ra vẻ rất tùy ý, trong lòng lại có chút kích động, thủ hạ của Đinh Báo phải hơn 10 tên chứ. Kiệt ca, em có 10 đàn em thân tín, thuộc hạ của chúng cũng khá đông, bình thường có thể tập hợp được trên trăm người. Đinh báo trả lời. Chúng ta có một quán karaoke, có quán ăn, làm ăn cũng không tệ, nhưng vì anh em đông nên cũng có chút khó khăn. À, cũng không tệ. Vương Kiệt cố ý ra vẻ điềm nhiên như không mà trong lòng cực kỳ hưng phấn, có trăm người, như vậy hắn sẽ có trăm tên tiểu đệ, còn có cả quán karaoke, có quán ăn, có lẽ lợi nhuận là không ít sau nà hắn có thể sống qua những ngày tốt lành kiệt ca anh có muốn kiểm tra không đinh báo hỏi à đêm nay anh khá bận anh còn phải đi cùng đại ca những chi tiết nhỏ này tạm thời bỏ qua vương kiệt thật sự có xúc động muốn kiểm tra một lượt muốn xem rõ ràng lợi nhuận được bao nhiêu nhưng hắn cuối cùng cũng nhịn được hắn khựng lại một lúc rồi nói a báo đại ca là người có thân phận vì vậy sau này chú có chuyện gì cứ đến tìm anh anh sẽ để lại số điện thoại Chương 58, tiểu đệ của tên mập. Vâng, Kiệt ca. Đinh Báo hiểu tâm tư của Vương Kiệt, cũng không phản đối. Chú yên tâm, nếu chuyện gì anh không giải quyết được thì sẽ cho đại ca ra mặt. Vương Kiệt cho Đinh Báo một viên thuốc an thần. Đại ca đã từng nói, chỉ có anh ấy và vợ mới được phép ức hiếp tiểu đệ, vì vậy nếu chúng ta thật sự bị ức hiếp thì đại ca nhất định sẽ ra tay xả giận. Vâng, em hiểu, Kiệt ca đinh báo thầm nghĩ tên mập cuối cùng cũng có một câu xuôi tai được rồi tạm thời cứ như vậy chú nhớ kỹ điện thoại của anh à thuận tiện cũng đưa số sang cho anh cứ như vậy nhé tên mập viết xuống số điện thoại sau đó hắn thuận tay lấy danh thiếp của đinh báo rồi đứng dậy bỏ đi kiệt ca đi thong thả đinh báo đứng dậy đưa tiến vương kiệt cố ý khoát tay tỏ ý đừng đứng đợi thật ra trong lòng hắn đang rất sướng đây là một cảm giác sảng khoái trong tâm lý, là cảm giác sung sướng đến tột đỉnh, hắn thậm chí còn sinh ra xúc động muốn ngửa mặt lên trời chu lên như sói. Giờ một thằng mập như mình cũng trở nên trâu bò rồi, Trương Lị, hãy đợi đấy, sau này mình sẽ tìm hai em người đẹp, một em nấu cơm, một em làm ấm giường. Trong đầu Vương Kiệt tràn đầy những suy nghĩ rối loạn. Khi Vương Kiệt quay về phòng karaoke thì Tôn Hinh Hinh đã say và ngã vào lòng Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên Đại Công Cáo Thành đang chuẩn bị ôm người đẹp về nhà. Đúng lúc này Vương Kiệt lập tức biểu hiện ra phái đoàn của đại ca, lập tức sai Đinh Báo lấy xe đưa Hạ Thiên về nhà. Đinh Báo thật sự có xe, nhưng chỉ là một chiếc 16 chỗ. Tất nhiên Vương Kiệt cũng chấp nhận điều này, xe nào cũng là xe, 16 chỗ thì ngồi được nhiều người, đồng thời cũng thuận tiện khi vào nhà cướp của, không thấy trên tivi đám côn đồ thường dùng xe này sao. Đinh Báo tự mình đảm nhận nhiệm vụ tài xế, Hắn đưa Hạ Thiên đến cổng khu học phủ danh uyển, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh đi vào. Cuối cùng hắn quay xe bỏ đi và đưa Vương Kiệt và Phương Hiểu như quay về đại học Giang Hải. Thơm quá. Hạ Thiên ngửi mùi hương trên người Tôn Hinh Hinh mà ra vẻ say mê mệt, mùi hương trên người Tôn Hinh Hinh làm người ta cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác dục dịch. Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh chậm rãi đi lên lầu, bàn tay hắn không tự giác được phải đặt lên cặp mông lớn của nàng. Khi nâng lên hạ xuống thì lập tức cảm nhận được sự co giãn kinh người. Những cảm xúc tuyệt vời kéo đến làm cho ngọn lửa từ tận đáy lòng hắn bùng lên mạnh mẽ. Hạ Thiên cố gắng giảm tốc độ của mình, 6 tầng mà hắn đi hơn 5 phút đồng hồ. Lúc này người trong lòng hắn đang dần nóng lên như lửa, dù hắn là máy điều hòa trời sinh nhưng trên người Tôn Hinh Hinh vẫn vã mồ hôi, mùi hương càng nồng. Sao nhanh thế? Hạ Thiên nhìn số nhà mà không muốn đặt Tôn Hinh Hinh xuống hắn dùng một tay ôm cổ nàng và một tay mở cửa. Cửa mở, Hạ Thiên bật đèn, trước tiên ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng khách, đặt nàng lên ghế salon, sau đó đóng cửa, khi quay trở lại thì trợn tròn mắt. Chị Hinh, chị chị không sai sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Tôn Hinh Hinh đã đứng lên khỏi ghế salon, trong lòng hắn thầm hối hận, biết vậy dụ cho nàng uống thêm chút nữa là được. Tiểu sắc lang, dù chị đây xỉn cũng sẽ bị cậu làm cho thức tỉnh gương mặt tôn hình hình đỏ bừng nàng trợn mắt nhìn hạ thiên sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ nàng lấy quần áo xong lại tiến vào phòng tắm trong lòng hạ thiên lập tức lóe lên tinh quang đúng là thất bại lớn người đẹp quá chén mà còn tỉnh như vậy là không có công lý mình đụng vào người đẹp say xỉn thì người ta sẽ tỉnh sao mà một lát sau sự việc làm hạ thiên buồn bực tiếp tục phát sinh tôn hình hình tắm xong đã đi ra lúc này nàng mặc một bộ đồ ngủ rất bảo thủ hắn không thấy được gì Điều này còn chưa tính, Tôn Hinh Hinh tắm xong thì lập tức đi vào phòng ngủ và đóng cửa. Chị Hinh, em muốn lên mạng. Hạ Thiên không cam lòng phải chạy đến gõ cửa. Ngày mai rồi lên, bây giờ chị phải đi ngủ. Tôn Hinh Hinh cũng không rút lui. Chị Hinh, giờ còn quá sớm, sao ngủ được? Hạ Thiên vẫn liên tục cố gắng. Ai bảo cậu ép chị uống nhiều rượu, bây giờ chỉ có chút chóng mặt, tất nhiên sẽ buồn ngủ. Tôn Hinh Hinh đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Thiên cũng không sao em có thể giúp chị mát xa hết chóng mặt ngay hạ thiên lập tức cảm thấy cơ hội kéo đến chị ngủ đây giọng điệu của tôn hình hình có vẻ khá lười biếng chị ngủ mà còn nói được sao hạ thiên cũng không bị lừa nhưng hạ thiên lập tức hối hận vì sau đó bên trong không còn âm thanh nào dù hắn nói thế nào thì tôn hình hình cũng không có phản ứng cũng không biết nàng ngủ thật hay chưa nhưng có thể khẳng định một điều kế hoạch của Hạ Thiên đêm nay đã thất bại, hắn trước nay vẫn muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với Tôn Hinh Hinh, nào biết đã lùi lại hai bước. Tối qua hắn còn được ôm Tôn Hinh Hinh ngủ vui, nào ngờ ôm nay phải chăn đơn gối chiếc. Đại sư phụ nói không sai, nóng vội không cưa được, gái xịn, xem ra mình đã nóng vội làm cho chị Hinh phải sợ. Hạ Thiên tự an ủi mình một câu, hắn bất đắc dĩ phải quay về phòng ngủ. Tôn Hinh Hinh dù không uống say nhưng rõ ràng cũng uống khá nhiều, sáng ngày hôm sau ngủ đến 9 giờ mới rời khỏi giường. Dù Hạ Thiên thức dậy từ rất sớm nhưng gần đây lại luôn theo chân Tôn Hinh Hinh ra cửa hàng hoa, vì vậy lúc này hai người cũng cùng nhau đi, hơn 9 giờ mới đến cửa hàng. Hạ Thiên, thủ đoạn của anh cũng quá hạ lưu rồi. Phương hiểu như nhìn thấy Hạ Thiên thì không nhịn được phải nói, nàng thấy hai người đi làm muộn, tất nhiên sẽ cho rằng Hạ Thiên thừa dịp Tôn Hinh Hinh say rượu để làm việc nhưng tôn hình hình biết rõ hạ thiên đợi lúc nàng quá chén sẽ ra tay làm trò bậy bạ mà vẫn uống nhiều trong mắt phương hiểu như thì rõ ràng bà chủ đang cam tâm tình nguyện vì thế mà một người ngoài như nàng không còn gì để nói nếu không nàng đã báo cảnh sát đến bắt người từ lâu tối qua anh cũng không làm gì hạ thiên không nhịn được phải phản bác một câu đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy khó hiểu ai tin được anh phương hiểu như bĩu môi đúng rồi điện thoại của anh này hôm qua kiều tiểu kiều đã gọi điện thoại tìm anh đấy biết rồi hạ thiên nhận điện thoại kiều tiểu kiều là bạn gái của anh thật sao phương hiểu như nhịn không được phải hỏi một câu đúng vậy người trả lời lại là tôn hinh hinh ngày hôm qua chị đã dùng cơm cùng cô ấy sao phương hiểu như há hốc mồm một lúc lâu sau nàng vẫn dùng ánh mắt khó tin nhìn tôn hinh hinh nàng khẽ nói chị hinh vậy chị cũng còn quan hệ với hạ thiên sao Chị thiệt thòi lớn rồi. Chị cùng ở với Hạ Thiên thì thế nào?" Tôn Hinh Hinh tức giận nói. "Chị Hinh, chị đang tự gạt mình à? Em tận mắt nhìn thấy hai người ôm ấp nhau, những việc khác chẳng lẽ không xảy ra sao?" Phương Hiểu như bĩu môi nói. Khoảnh khắc này Tôn Hinh Hinh khó thể phản bác, quả thật, bọn họ tuy chưa đột phá tầng quan hệ thân mật cuối cùng nhưng dù sao cũng chẳng phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, như vậy cũng quá gượng ép. Kiểu như cũng đừng nói đến những vấn đề này nữa, chỉ có hơi đau đầu. Tôn Hinh Hinh cười khổ, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, trong lúc vô tình thân phận của nàng cũng có sự thay đổi, nhưng chính nàng lại chưa kịp thích ứng. Tôn Hinh Hinh nói như vây thì Phương hiểu như cũng không còn gì để mở miệng, nhưng lúc này ánh mắt nàng nhìn Tôn Hinh Hinh đã có chút đồng tình, mà khi nhìn sang Hạ Thiên lại có chút bất mãn. Hôm nay tên mập không đến sao? Hạ Thiên không thấy Vương Kiệt, hắn nhịn không được phải hỏi một câu. Trước đó mỗi ngày đều thấy tên Mập, bây giờ đột nhiên không gặp, tất nhiên hắn cũng khó thể thích ứng ngay được. Đã đến rồi, nhưng cũng đã đi. Phương Hiểu như hừ một tiếng nói, người ta bây giờ là đại ca, rất bận rộn. Phương Hiểu như khựng lại, nàng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng bất mãn nói: "Hạ Thiên, anh thật sự để cho tên Mập cùng đi với đám người đinh báo sao? Đám người kia là xã hội đen đấy. Đi cùng thì đi cùng, có gì mà không được?" Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, hư, tôi cũng không muốn quản chuyện của các anh. Phương Hiểu như dùng giọng căm tức nói, Hạ Thiên, nếu không có gì thì cậu đến tặng hoa cho bác sĩ Liễu đi, đến chưa cậu theo tôi đi mua điện thoại. Tôn Hinh Hinh mở miệng nói, điện thoại của nàng đã mất, tất nhiên phải mua lại cái mới. Được rồi, Hạ Thiên cũng cảm thấy không có việc gì làm, hắn gọi điện thoại cho Liễu Vân Mạn, mà Liễu Vân Mạn bên kia lại đang mơ mơ màng màng, thì ra tối qua nàng trực ban. Bây giờ đang ngủ ở nhà. Nghe nói Hạ Thiên muốn đến tặng hoa thì Liễu Vân mạn lập tức nói đến chiều hãy qua, vì chiều nay nàng muốn đưa hắn đến chữa bệnh cho em gái, đến lúc đó tặng hoa luôn cũng được. Hạ Thiên cúp điện thoại và nói rõ tình huống cho Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn đề nghị. "Chị Hinh, không bằng bây giờ tôi và chị đi mua điện thoại luôn." Tôn Hinh Hinh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao bây giờ cửa hàng hoa cũng không có việc gì, hôm nay nhiệt độ cũng đã hạ xuống nếu so sánh với những ngày nóng bước trước đó thì hôm nay mát mẻ hơn, cũng thích hợp để đi dạo phố. Tôn Hình Hình và Hạ Thiên bắt xe buýt số 419 đi vào khu vực buôn bán sầm uất trong nội thành Giang Hải, sau đó Tôn Hình Hình bắt đầu sự nghiệp dạo phố vĩ đại. Phụ nữ nào cũng thích dạo phố, Tôn Hình Hình tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, mà đi dạo phố cũng chỉ đặt nặng chữ dạo, cũng không phải muốn mua thứ gì. Dù nàng đã thử qua các loại quần áo nhưng cũng không mua, tuy vậy cũng cảm thấy rất vui. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đi dạo phố nhưng vẫn cảm thấy khá tốt, vì Tôn Hinh Hinh liên tục thử quần áo để hắn thưởng thức. Các loại váy, quần jean short, áo sơ mi, đều là những kiểu mẫu khá đẹp, đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Điều duy nhất làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là lúc Tôn Hinh Hinh thay nội y cũng không cho xem. Sau khi đi dạo 2 tiếng đồng hồ, khi đã gần đến giữa trưa thì Tôn Hinh Hinh mới thấy một siêu thị điện thoại, lúc này nàng mới nhớ đến mục đích của mình, vì vậy kéo Hạ Thiên đi vào. Tiểu thư, chị muốn mua điện thoại sao? Chỗ này chúng tôi có đủ loại với đủ cấp bậc, bên này là Nokia, bên kia là Samsung. Hai người vừa vào cửa thì nhân viên hướng dẫn trong siêu thị điện thoại đã mở miệng thao thao bất tuyệt. Tôi muốn tự mình đi xem." Tôn Hinh Hinh nói. "Được rồi, mời chị tự nhiên, nếu có gì cứ hỏi tôi." Nhân viên hướng dẫn nở nụ cười ngọt ngào rồi đi về phía một người khách khác mới vào cửa. Tôn Hinh Hinh một giọng nói không xác định chợt vang lên. chương 59, tình cũ. Tôn Hình Hình quay lại theo tiếng gọi, lúc này thấy trước quầy điện thoại ở bên kia có một người đàn ông cao gần mét 9 đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn mình. Người đàn ông này khá phong nhã, cơ thể nhìn qua khá mạnh mẽ, hắn mặc một bộ đồng phục bóng rỗ, vì vậy mà thân thể rắn chắc biểu hiện ra rất rõ ràng. Lúc đầu Tôn Hình Hình còn có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó hình như cũng nhớ ra, vẻ mặt cũng trở nên vui mừng anh là Trần Trí Cương phải không? Tôn Hinh Hinh, đúng là em rồi. Trần Trí Cương đi đến rất nhanh. Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm, em, em thay đổi rất nhiều. Trần Trí Cương nhìn nụ cười của Tôn Hinh Hinh mà có chút ngây người. Hinh Hinh, anh, trước nay anh luôn tìm tin tức về em. Cách xưng hô của Trần Trí Cương đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Tôn Hinh Hinh cũng dần trở nên nóng bỏng. Tôi, vẻ mặt Tôn Hinh Hinh trở nên mất tự nhiên. Hinh Hinh, bây giờ cũng đã gần trưa không bằng chúng ta tìm một chỗ dùng cơm hai bên vừa ăn vừa trò chuyện anh có rất nhiều điều muốn nói với em trần trí cương vội vàng nói được rồi tôn hình hình có chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý nàng đột nhiên gặp lại trần trí cương trong lòng cũng có chút vui sướng hình hình bên anh còn có hai người bạn em đến một mình sao trần trí cương lại hỏi không phải em cũng có một người bạn Tôn hình hình lúc này mới nhớ Hạ Thiên còn ở bên cạnh, vì vậy mà cảm thấy không ổn, tiểu sắc lang kia hình như rất nhỏ nhặt, bây giờ tám phần đang tức giận. Tôn hình hình quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mà cảm thấy mình đoán không sai, Hạ Thiên đang đứng đó rất mất hứng, điều đáng ăn mừng duy nhất chính là hắn không mở miệng và cũng không ra tay. Hạ Thiên, đây là bạn học hồi cấp 2 của chị, là Trần Trí Cương. Tôn hình hình vội vàng giới thiệu. Đây là Hạ Thiên, là bạn của tôi. Chào anh. Trần Trí Cương vươn tay ra rất phong độ, hắn mở lời chào hỏi Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên căn bản không thèm để ý đến Trần Trí Cương, không bao giờ bắt tay với tình địch, đây chính là tác phong của Hạ Thiên. Trần Trí Cương vươn tay ra cả nửa ngày nhưng Hạ Thiên không phản ứng mà cũng chẳng trả lời, hắn phải ngượng ngùng rút tay về, trong lòng bùng lên cảm giác tức giận. Trí Cương, anh đi gọi hai người bạn đi, chúng ta đi dùng cơm. Tôn Hinh Hinh thấy tình thế không đúng thì vội vàng nói. Tốt, hình hình, em đứng đợi anh ở cổng nhé. Trần Trí Cương xoay người bỏ đi. Một lúc sau Trần Trí Cương đã dẫn theo hai người bạn kia đến, là một nam một nữ, cả hai đều rất cao, người nam chỉ thấp hơn một chút so với Trần Trí Cương, nói chung đều hơn mét tám lăm. Dù hai người này cùng mặc đồng phục bóng rổ như Trần Trí Cương nhưng số áo lại khác nhau. Còn người nữ thì hơn một mét bảy, khá xinh xắn, cũng mặc đồng phục bóng rổ dành cho nam áo quần rộng thùng thình làm người ta khó thể nào nhìn ra được thân hình chính xác của nàng. Nhưng hai cặp đùi đẹp lại rất cân xứng, da thịt cũng rất khỏe mạnh, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Hình hình, phía trước có một quán thịt nướng Brazil, chỉ mất 68 đồng cho một người, chúng ta vào đó nhé. Trần Trí Cương mở lời đề nghị. Tốt, tôn hình hình nhìn Hạ Thiên, nàng thấy hắn không nói gì thì cũng lập tức đồng ý. Trong khu vực mua sắm cũng có khu ăn uống, mà tiệc đứng thịt nướng Brazil nằm ở lầu 3 khu ăn uống, đoàn người đi lên khu ăn uống ở lầu 3 rồi tìm vị trí ngồi xuống. Đầu tiên Trần Trí Cương giới thiệu hai người bạn của mình, đây đều là bạn học, nam là Khương Phong, nữ là Thư Tịnh. Sau đó Trần Trí Cương bắt đầu giới thiệu tình huống của mình, hắn thi đại học năm đầu không đậu, hắn ôn một năm, sau đó thi đậu cao đẳng thể dục thể thao Giang Hải, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Hắn là chủ công bóng rỗ, hơn nữa còn được một câu lạc bộ chuyên nghiệp nhìn chúng sau này sẽ nhanh chóng được tuyển dụng tương lai vô hạn hào quang rực rỡ trần trí cương mở mồm khoác lác tình huống của mình ngay sau đó hắn hỏi về tình huống của tôn hình hình những năm vừa qua hình hình những năm qua em đều ở trong giang hải sao trần trí cương hỏi đúng vậy tôi đã đến đây được 6 năm tôn hình hình gật đầu đáp vậy những năm qua em làm gì trần trí cương hỏi tôi khá may mắn trước đó mang theo vài trăm đồng đến giang hải từng đi làm công nhân, sau đó đi làm người giúp việc cho một giáo sư đại học Giang Hải. Tôi làm việc ở đó được 3 năm, mãi đến lúc mẹ giáo sư qua đời, vị giáo sư này nói tôi chăm sóc bà rất tốt, vì vậy mới cảm tạ. Chị ấy giúp tôi mở một cửa hàng hoa trong Đại học Giang Hải, tôi làm việc ở đó cho đến bây giờ. Tôn Hình Hình cũng không trải qua quá nhiều sự việc phức tạp, mà Trần Chí Cương nghe nàng nói như vậy cũng thở phào một hơi. Hình Hình, những năm qua anh rất quan tâm đến tin tức về em, anh đã nhiều lần đi sang nhà em nhưng hai bác đều không nói điều gì, anh cũng hỏi thăm người khác nhưng bọn họ cũng không biết em đang ở đâu. Trần Trí Cương dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn Tôn Hinh Hinh. Cũng may ông trời quan tâm, cuối cùng anh cũng tìm được em, bây giờ em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc cho em. Chị Hinh có tôi chăm sóc là được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, người ta muốn chăm sóc cho vợ hắn, hắn còn không nói lời nào thì đáng mặt đàn ông sao. Hình Hinh là bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm. Trần Trí Cương dùng ánh mắt nhìn người gây sự nhìn sang Hạ Thiên. Anh chỉ là một người bạn bình thường của hình Hinh mà thôi. Đầu óc anh có vấn đề à? Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn Trần Trí Cương. Chị Hinh là bạn gái của anh khi nào? 6 năm trước, khi Hinh Hinh còn học phổ thông đã là bạn gái của tôi, nếu anh không tin thì có thể hỏi Hinh Hinh. Trần Trí Cương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên, hắn không xem hạ thiên là đối thủ tiểu tử này nhìn qua thì thấy chẳng ra gì chắc chắn cũng không phải loại người có tiền dựa vào cái gì để cùng tranh với mình chị hinh có chuyện này sao hạ thiên quay đầu nhìn tôn hinh hinh điều này tôn hinh hinh cảm thấy có chút khó khăn nàng không biết nên nói gì cho phải năm đó nàng có chút ý với trần trí cương chẳng qua chỉ cùng ăn vài bữa cơm bạn bè cố ý ghép đôi nhưng cũng chẳng có gì hơn tất nhiên nàng cũng biết mình có chút cảm tình với Trần Trí Cương, bây giờ hai bên đột nhiên gặp lại sau 6 năm, tất nhiên nàng cũng cảm thấy rất vui. Tôn Hình Hình muốn phủ nhận thì sợ Trần Trí Cương mất mặt, dù sao trong ấn tượng của nàng thì đối phương cũng khá tốt. Nhưng nếu không phủ nhận thì nàng sợ Hạ Thiên mất hứng, nếu hắn mất hứng thì sợ rằng sẽ ra tay đánh người, điều này lại càng phiền phức. Khi thấy bầu không khí có chút không đúng thì cô gái thư tịnh lập tức mở miệng hòa giải. Mọi người ăn cái gì đó đi, Nơi đây có món thịt nướng chính thống Brazil. Nhân viên phục vụ đẩy xe qua, Thư Tịnh vung tay lấy cho mỗi người một miếng thịt nướng khá lớn. Thư Tịnh làm như vậy cũng làm cho bầu không khí có chút hòa hoãn. Hạ Thiên, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thư Tịnh bắt đầu bắt chuyện với Hạ Thiên. 19. Ấn tượng của Hạ Thiên về Thư Tịnh là khá tốt, dưới tình huống bình thường thì ấn tượng của hắn về người đẹp luôn như nhau. Vậy anh còn đang đi học sao? Thư Tịnh lại hỏi. Câu hỏi như vậy rất bình thường, những năm gần đây thanh niên 19 tuổi có hơn phân nữa là vẫn còn ở phổ thông. Tôi không đi học. Hạ Thiên lắc đầu nói. Vậy anh làm việc ở đâu? Thư tịnh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tôi làm việc ở cửa hàng hoa của chị Hinh. Hạ Thiên cũng không giấu giếm. Tôi còn tưởng thế nào, thì ra chỉ là một nhân viên làm công ở cửa hàng hoa của Hinh Hinh. Trần Trí Cương cười lạnh một tiếng chỉ dựa vào điều này mà cậu muốn theo đuổi hình hình sao? đúng là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Chí cường, sao anh lại nói như vậy? tôn hình hình cau mày nói. anh nói sai sao? trần trí cường không phục. cậu ta chỉ là một thằng đi tặng hoa, còn phải ăn lương của em. nó dựa vào điều gì để theo đuổi em? chí cường, nếu anh nói như vậy nữa tôi sẽ giận. tôn hình hình có chút tức giận. khổ khổ, trần trí cường anh và chị Hinh Hinh vất vả lắm mới gặp mặt nhau, sao lại phải làm mất hứng. Thư tịnh vội vàng cứu hỏa. Mọi người hôm nay cứ làm quen, sau này nên bảo trì liên lạc, còn nhiều thời gian mà. Trần Trí Cương cũng không quá đần, hắn nghe lời nói của thư tịnh và lập tức hiểu rõ ý nghĩ. Dù sao bây giờ cũng có liên lạc, cùng hắn thì hắn phải theo đuổi Tôn Hinh Hinh một lần nữa, với điều kiện hiện tại và ưu thế trước đó đã từng là bạn trai của Tôn Hinh Hinh, hắn muốn theo đuổi nàng không phải dễ như trở bàn tay sao. Trần Trí Cương nhìn thân thể mê người của Tôn Hinh Hinh mà trong lòng bùng lên lửa nóng, hắn không ngờ nàng bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy, dáng người nóng bỏng như thế. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cướp được nàng, tất nhiên hắn cũng có lòng tin rất lớn, thậm chí hắn còn đã nhìn thấy tình cảnh Tôn Hinh Hinh rên rỉ dưới người mình. Hinh Hinh, số điện thoại của em là Trần Trí Cương tạm thời chấm dứt ảo tưởng điện thoại của em đã mất rồi, bây giờ tạm thời chưa có điện thoại. Tôn Hinh Hinh nói, anh nói số của anh cho tôi biết, sau khi tôi mua điện thoại thì sẽ gọi lại. Được, đợi lát nữa dùng cơm xong thì anh sẽ cùng em đi mua điện thoại. Trần Trí Cương nói với vẻ mặt đầy ân tình. Không cần, anh cứ đi cùng bạn, em và Hạ Thiên đi mua là được. Tôn Hinh Hinh lắc đầu nói, nàng có chút hối hận vì cùng đi dùng cơm với Trần Trí Cương, nếu không phải hôm nay hạ thiên tâm tình tốt thì sợ rằng trần trí cương đã bị đánh rồi không sao thật ra chúng ta cũng chỉ đi dạo phố cùng thư tịnh mà thôi nhiều người đi dạo cũng vui hơn trần trí cương quay đầu nhìn thư tịnh thư tịnh em nói có phải không đúng vậy à hạ thiên chút nữa nhiều người cùng đi dạo thì sẽ vui hơn thư tịnh rất thông minh nàng trực tiếp nói lời mời với hạ thiên tôi thì không sao hạ thiên thuận miệng nói Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu có biết chơi bóng rổ không? Ngày mai trường chúng tôi có tổ chức một trận đấu, không bằng cậu đưa Hinh Hinh cùng đi xem được không? Thư Tịnh còn nói thêm, tất nhiên nàng cũng tạo ra cơ hội cho Trần Trí Cương. Tôi không thích chơi bóng rổ, nhưng chơi thứ này cũng rất đơn giản. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng biết vài chuyện liên quan đến bóng rổ, trước đó Kiều Tiểu Kiều đã từng nói qua. Sọng điệu rất lớn lối. Trần Trí Cương cười lạnh một tiếng không biết đánh đừng nói bậy. Tôi khinh thường những chuyện đơn giản như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu tôi chơi bóng rỗ thì tất cả cầu thủ bóng rỗ trên đời này sẽ phải thất nghiệp. À, đây không phải tôi tự nói, là lời của vợ tôi. chương 60, cô gái gầy như cây sậy. Phải không đấy? Trần Trí Cương hừ lạnh một tiếng. Nếu cậu đã có tự tin như vậy thì chúng ta đánh cuộc một trận, thế nào? Đánh cuộc cái gì? Hạ Thiên Thuận miệng hỏi chúng ta đánh cuộc rất đơn giản ném rổ trần trí cương dùng ánh mắt khinh thường nhìn hạ thiên nếu cậu thua thì cũng đừng nên đeo bám tôn hinh hinh nữa dám chơi không Thư tịnh không khỏi nhìn về phía trần trí cương tuy nàng khá quen thuộc đối phương nhưng lúc này cũng cảm thấy làm vậy là không đẹp hạ thiên không biết chơi bóng rỗ mà trần trí cương lại đánh cuộc ném rỗ đây chẳng phải đang ức hiếp người khác sao hạ thiên hỏi ngược lại một câu như vậy nếu anh thua thì sau này không được quấn lấy chị hinh phải không đúng vậy trần trí cương thuận miệng trả lời trong lòng lại không cho là đúng hắn sao có thể thua phải biết rằng hắn giỏi nhất chính là ném rỗ dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa phải là đối thủ của hắn được rồi tuy tôi không thích dùng vợ làm tiền đặt cược nhưng dù sao tôi cũng sẽ thắng đánh cuộc thì đánh cuộc hạ thiên lập tức đồng ý được rồi thời gian là sáng mai chiều chúng tôi có trận bóng rỗ sáng có buổi huấn luyện vừa lúc có người làm chứng trần trí cương nói sao cũng được hạ thiên cảm thấy lúc nào cũng được tôn hinh hinh dùng ánh mắt có chút căm tức nhìn hạ thiên nàng cũng không bực vì hạ thiên dám dùng mình để đánh cuộc nhưng hắn đồng ý quá tùy tí chẳng lẽ không sợ thua trận sao sau khi hai bên giao kèo đặt cược thì trần trí cương cũng không còn tâm tình muốn làm khó cho hạ thiên sau khi dùng xong cơm trưa thì trần trí cương chủ động thanh toán tiền sau đó hắn nhiệt tình mời tôn hình hình tiếp tục đi dạo nhưng lúc này tôn hình hình đã không còn tâm tư dạo phố ngay sau đó cũng không muốn mua điện thoại nàng lắc đầu tìm cỡ trí cương cửa hàng hoa còn có chuyện cần làm chúng tôi về trước ngày mai tôi sẽ cùng đến trường của anh với hạ thiên đến lúc đó tôi sẽ điện thoại cho anh Hinh hình em không muốn mua điện thoại sao trần trí cương cực kỳ nhiệt tình lại bị dội một gáo nước lạnh tất nhiên hắn sẽ không cam lòng lần sau sẽ mua tôn hình hình cùng chào hỏi với hai người còn lại khương phong thư tịnh chúng tôi đi trước nhé lần sau gặp lại tôn hình hình giật tay hạ thiên hai người lập tức bỏ đi một nhân viên tặng hoa mà dám cạnh tranh với tôi trần trí cương nhìn chằm chằm vào bóng lưng hạ thiên mà dùng giọng khinh thường nói trí cương anh đừng xem thường hạ thiên quan hệ giữa cậu ta với mối tình đầu của cậu là không tầm thường khương phong trước nay vẫn không mở miệng bây giờ đột nhiên nói. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Thư tịnh ở bên cạnh cũng phụ họa một câu. Hừ, bọn họ thì có quan hệ gì, tôi cũng không tin hình hình chọn nó mà không chọn tôi. Trần Trí Cương ngược lại cực kỳ tin tưởng. Khương Phong lắc đầu, hắn nhìn Thư tịnh, thật sự cũng không nói thêm lời nào. Hơn 3 giờ chiều, Hạ Thiên ôm một bó hoa bách hợp đứng trước cửa nhà Liễu Vân Mạn, hắn vung tay lên nhấn chuông cửa. Cửa phòng lập tức mở ra, một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thiên, rõ ràng không phải là Liễu Vân Mạn, là cô em gái gầy như cây sậy của Liễu Vân Mạn. Ôi, hoa bách hợp quá đẹp, cảm ơn. Khi nhìn thấy bó hoa thì cô gái gầy như cây sậy lập tức vươn tay muốn nhận. Hạ Thiên rút tay, cô gái gầu như cây sậy lập tức chụp vào khoảng không, nàng dùng giọng bất mãn nói. Hạ thần y, sao nhỏ mọn như vậy? Không được đưa hoa bậy bạ, anh không muốn bị người ta hiểu lầm là người yêu của em hạ thiên mười phần có lý do hắn lách mình vào nhà khi nhìn thấy liễu vân mạn thì tiến lên nói chị vân mạn đây là hoa của chị cảm ơn tôi rất thích liễu vân mạn nhận hoa trên mặt lộ ra nụ cười rất tươi cô gái gầu như cây sậy ở bên cạnh vẫn mất hứng yêu em không được sao hạ thiên nhìn nàng rồi gật đầu rất nghiêm túc đúng là không được người khác sẽ nghi ngờ ánh mắt của anh có vấn đề anh cô gái gầu như cây sậy lập tức bị chọc tức. Anh nhìn cho rõ một chút, em cũng là người đẹp. Hạ Thiên lắc đầu. Anh thấy rõ lắm rồi, em không phải người đẹp. Anh, anh, anh. Cô gái gầu như cây sậy giận đến mức dậm chân. Mắt anh có vấn đề. Mắt anh rất chuẩn. Hạ Thiên rất bất mãn vì câu chỉ trích của đối phương. Em cao 1m7, toàn thân cao thấp không có chút thịt, không mang nịt ngược mà căn bản cũng không phát dục. Đúng rồi, anh có thuốc bôi ngực phong nhũ xương có thể bao em lên độ b em mua không cô gái gầu như cây sậy trợn tròn mắt người này ánh mắt độc như vậy sao nhưng ngay sau đó cô gái lập tức phản bác ai nói ngực em không phát triển có cần em cởi áo cho xem không em thích gì thì cứ tự nhiên dù sao anh cũng không nhìn nếu không tối ngủ sẽ gặp ác mộng hạ thiên thuận miệng nói anh tức chết người cô gái gầu như cây sậy lập tức muốn nổi điên được rồi hai người đừng như oan ra nữa có được không liễu vân mạn mở miệng rất bất đắc dĩ tiểu anh chị đã nói rồi đừng ăn mặc trang điểm loạn xạ như vậy em lại không nghe bây giờ bị người ta nói không đẹp thì mất hứng là đương nhiên chị không phải anh ấy nói em không đẹp anh ấy chê em gầy cô gái gầu như cây sậy rất tức giận em gầy như vậy sao tiểu anh dáng người của em rất tốt rất thích hợp để đi làm người mẫu Liễu Vân Mạn dùng giọng dịu dàng an ủi em gái. "Chị, chị cũng nói em gầy." Cô gái tiểu anh có chút tức tối, không phải đám người mẫu đều tong teo sao? Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ, nàng phải tiếp tục an ủi em gái. "Tiểu anh, không sao, bây giờ em có bệnh, đợi đến khi Hạ Thiên chữa xong, em ăn vào chút chất bổ, như vậy sẽ phát triển trở lại." Liễu Vân Mạn sau đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục hỏi. "Hạ Thiên, bây giờ cậu có thể thi châm được chưa thi châm cho tiểu anh nhé không có gì hạ thiên gật đầu thực tế thì ngày hôm qua hắn chữa bệnh cho liễu mộng cũng không sử dụng nghịch thiên bát châm vì vậy hắn có thể thi châm sớm hơn chúng ta bắt đầu thôi liễu vân mạn khá nôn nóng vì vấn đề này quá trình chữa bệnh rất thuận lợi tuy cô gái gầu như cây sậy rất bất mãn với hạ thiên nàng hận không thể cắn hắn vài nhát nhưng nàng tận mắt nhìn thấy cô cô hôn mê vài chục năm đã tỉnh lại tất nhiên sẽ không nghi ngờ với y thuật của Hạ Thiên. Nàng biết mình có bệnh, hơn nữa là bệnh chết, bây giờ có người giúp nàng chữa trị, tất nhiên là cầu còn chưa được, vì thế dù tên thầy thuốc có chút đáng ghét thì nàng cũng sẽ phối hợp. Nhưng khi tiểu anh nằm lên giường thì thầm thề. Đợi đến khi bổn tiểu thư chữa bệnh xong, bổn tiểu thư sẽ thu nhập tên đáng chết này. Ngay sau đó tiểu anh cảm thấy chóng mặt mà mơ hồ, ngay sau đó lại cảm thấy toàn thân rất thoải mái, tinh thần sảng khoái, hình như còn thoải mái hơn cả chư bát giới ăn quả nhân sinh trong truyền thuyết. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy tên khốn hạ thiên nói một câu. Được rồi, có thể ngồi dậy. Nhanh như vậy sao? Phản ứng của tiểu anh lúc này cũng giống hệt như Liễu Vân Mạn trước đó, nhưng lúc này Liễu Vân Mạn biết rõ quá trình trị liệu là 20 phút, tất nhiên quá trình ngắn hơn so với nàng trước đó. Có Liễu Vân Mạn ở bên cạnh giải thích thì tiểu anh nhanh chóng tiếp nhận sự thật, Tuy còn có chút nghi ngờ nhưng nàng cũng có dự định đến bệnh viện kiểm tra, khi đó có thể xác định. Này, cảm ơn anh nhé. Dù có chút bất mãn với Hạ Thiên, nhưng hắn lại là thầy thuốc chữa bệnh, tiểu anh dù sao cũng phải nói lời cảm ơn. Không cần, chị Vân Mạn đã tạ ơn anh rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phải không? Tiểu anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Liễu Vân Mạn. "Chị, rốt cuộc chị tạ ơn anh ấy thế nào? Không phải anh ta đòi nhà mình trả tiền đấy chứ?" Em đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì." Liễu Vân Mạn cảm thấy quá trình làm tình nhân với Hạ Thiên đã tiến gần thêm một bước, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng. Vì tránh khỏi sự truy vấn của em gái, Liễu Vân Mạn tranh thủ thời gian chuyển chủ đề. "Hạ Thiên, tôi đã thương lượng với bà nội, sau này mỗi ngày cậu đều phải đến đây để chữa bệnh cho những người khác trong nhà, cậu thấy thế nào?" "Tốt." Hạ Thiên đồng ý không cần nghĩ ngợi, tất nhiên hắn tình nguyện mỗi ngày đến đây gặp mặt Liễu Vân Mạn còn chuyện chữa bệnh chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. Hạ Thiên, còn có một chuyện, tôi nghĩ mình phải thương lượng với cậu. Tam thúc của tôi hôm qua nói ra những lời không hay, tôi hy vọng cậu có thể bỏ qua, hy vọng cậu tiếp tục chữa trị cho chú ấy với những đứa em của tôi, cậu có đồng ý không? Liễu Vân Mạn dùng giọng không yên hỏi. Hạ Thiên nhớ đến tên khốn nhìn giống như khỉ đột và năm người vợ đẹp thì cũng rất khó chịu, hắn chẳng muốn chữa bệnh cho tên khốn kia, để hắn chết sớm một chút đỡ chật đất nhưng nếu không đồng ý thì Liễu Vân Mạn chắc chắn sẽ mất vui, vì vậy mà Hạ Thiên nói. Chị Vân Mạn, chữa trị cho bọn họ cũng không có vấn đề, nhưng bọn họ phải trả tiền. Không sao, cậu muốn lấy bao nhiêu? Liễu Vân Mạn lập tức đồng ý, chữa bệnh trả tiền là chuyện đương nhiên, huống hồ đây còn là bệnh nan y. Cứu sống là một triệu, cứu chết phải thu một nửa. Hạ Thiên nói, đây là quy của của đại sư phụ tôi, con khỉ kia sắp chết, vì vậy tôi phải thua một nửa. Thua một nửa sao? Liễu Vân Mạn cảm thấy khó hiểu. Là bao nhiêu? À, hắn ta có bao nhiêu tiền thì phải chia đôi, tôi lấy một nửa. Hạ Thiên giải thích. Sao? Tuy Tam Thúc là một lão già hỏng bét và không tính là nhiều tiền, nhưng lão ta cũng có vài chục triệu, anh muốn lấy một nửa à? Tiểu anh nhịn không được phải la hoảng. Vài chục triệu thì sao? Nếu hắn ta muốn chết thì khỏi cần trả tiền, sau đó tiền sẽ về tay kẻ khác vợ của hắn cũng ngủ với thằng khác hạ thiên không cho là đúng liễu vân mạn có chút ngây ngốc không thể không nói giá cả của hạ thiên là khá cao nhưng có một câu nói nhân mạng vô giá đôi khi mạng người không đáng tiền bỏ ra vài chục ngàn đã có thể mua một mạng nhưng đối với những người lắm tiền thì bỏ ra vài chục triệu mua mạng của chính mình là rất đáng giá thực tế có những người sắp chết hận không thể táng ra bại sản để mong sao mình được sống đừng nói là một nửa dù là tất cả cũng có kẻ tình nguyện liễu vân mạn có chút trần trừ một lúc sau mới mở miệng nói hạ thiên điều này tôi phải hỏi ý tam thúc trước đã nếu chú ấy không muốn thì tôi cũng không có biện pháp không sao nếu hắn ta không muốn chữa bệnh thì tôi cầu còn chưa được hạ thiên dùng giọng không quan tâm nói tuy bây giờ hắn không có tiền nhưng cũng không phải không có vài ngàn nhưng nếu thật sự thu tiền thì phải dựa theo quy củ của đại sư phụ audio điện tử võ tấn bền hết chương 60